Hôm nay đường tâm cho Như Lai trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm được thấy trần gian hiện quả thân. Phật không sanh ở Ca Tỳ La, cùng chẳng qua đời tại Xa La, sống chết thông giống nào quá ngày, bận siêu sanh diệt xa ký. Trăng tròn que sắc cảnh xinh tươi, mừng tất đạt đã sanh cõi đời. Rồng múa lượn quanh phun nước tắm, hoa sen nở ngát dưới chân trời. Xinh tốt tươi như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của thánh thiên. Mình thể hiện cái tâm cầu tiến của mình trước đó, mình thấy mình thấp hơn, mình muốn học, muốn hiểu, muốn biết, muốn chạm tới, thì như vậy là chắc chắn mình có tiến bộ. Kể từ lúc chúng ta có nửa ý niệm hơn thua, chống đối và không chấp nhận là chúng ta không còn hiểu được sâu nữa đâu. Một sự gọi là cản trở của nghiệp, một sự che chắn của nghiệp. Thế mình chấp nhận là chấp nhận của mình theo cái ý của phàm phu, còn người ta thì nói cái tí nó không phải là phàm, cho nên mình khó chấp nhận và mình không có chấp nhận người ta là đúng. Thì đương nhiên là cái người phàm không thể chấp nhận một bậc thánh xuất hiện trước mặt mình đâu, khó lắm. Tại vì bản ngã của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. Sáng chúng ta đã học đến cái phần chẳng hoại các pháp, biện tài vô ngại, lời nói thanh tịnh, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, làm cho họ đều được vô thượng Bồ Đề. Chúng ta thấy cái cách mà diễn tả cái vô trước vô phược cho tới tự tại của Ngài Phổ Hiền á. Và đó là cái, nếu mình dùng cái từ mà theo cái nghĩa thế gian, tức là một người đã giác ngộ một cách trọn vẹn. Và chính cái sự giác ngộ trọn vẹn đó cho nên mỗi cái đều thanh tịnh, mỗi cái đều đạt tới cảnh giới giác ngộ, đều đạt tới cảnh giới vô thượng, chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là cái việc mà vô trước vô phược tự tại bình thường, nó không phải là cái như vậy. Thường là khi nào mà người nào đạt tới cảnh giới vô trước vô phược và tự tại của Ngài Phổ Hiền thì người đó xem như đã được giác ngộ hoàn toàn. Đó, cái nghĩa mà lâu nay chúng ta học những cái đoạn trên đó là như vậy.
dùng râm vô trước vô phược giải thoát, tu hành phổ hiền, lúc chứng nhập một pháp môn, liền phóng vô lượng quang minh, chiếu thấu tất cả bất tư nghì pháp môn. Như chứng nhập một pháp môn, tất cả pháp môn cũng đều như vậy, đều thông đạt vô ngại, rốt ráo sẽ được bực nhất thiết trí. Nếu mà đạt tới vô trước vô phược á, đạt sự tự tại của phổ hiền á, thì khi chứng một pháp có nghĩa là chứng vô lượng pháp. Nhưng mà khi chưa đạt tới cái cảnh giới vô trước vô phược giải thoát của Ngài Phổ Hiền thì điều đó không thể xảy ra. Hai cách nói này nó cũng rõ ràng nha. Tại vì nếu như những người mà tu tập khác có chứng cái pháp nào là họ chứng pháp đó thôi, không thể nào mà một pháp chứng vô lượng pháp được. Nhưng mà khi đã đạt tới cảnh giới vô trước vô phược rồi và tự tại giải thoát của Phổ Hiền rồi thì là đã đạt tới cảnh giới tối thượng, là cảnh giới vô thượng rồi. Cho nên nói chứng một pháp chứ thực sự không có pháp để chứng, nhưng mà không có cái pháp nào không chứng. Không còn pháp để chứng nữa, nhưng mà tất cả các pháp môn đều thâm nhập cả. Tới đó rồi thì cái gì cũng có thể thấu suốt, cái gì cũng có thông thấu, cái gì cũng có thâm nhập, cái gì cũng vượt thoát và cái gì cũng chói sáng, tức là chiếu khắp tất cả. Mà nó không phải nằm trên cái mặt lý luận, nó không phải nằm trên mặt lý luận đâu. Ở đây cái sự chói sáng đó là một cái sự thật mà chưa chắc gì các vị chư thiên ở cõi trời thấy biết hết được, chỉ thấy sáng thôi. Tất cả các vị Bồ Tát ở khắp mọi nơi và chư Phật ở khắp pháp giới mười phương này mới thấu rõ được cái chói sáng của cái ánh sáng của một cái người mà vô trước vô phược và tự tại của Phổ Hiền. Còn lại là không đủ sức để thấy, những phàm phu như mình thì chịu. Đến một cái lúc nào đó mình mà chứng nhập một cái pháp nào đó mà mình đủ sức để có thấy một phần của cái hào quang này, thì chúng ta phải dùng cái từ là chúng ta quá kinh khủng trong cái cảnh giới chói sáng của Đạo Phật. Cái ánh sáng của Đạo Phật mà khi người ta thâm nhập không có được, không có diễn tả được trong cái ngôn ngữ của cái người phàm, và thậm chí cả các vị chư thiên cõi trời cũng không đủ lời để có thể tán thán được một chút ánh sáng trong cõi giới này. Đây là một sự thật nha. Nhưng mà mình không biết sao mình thấy không được miếng nào. Mấy miếng nào. Cho nên trong kinh diễn tả ánh sáng chói sáng vô lượng vô biên không phải là không có. Đó là một sự thật trong cảnh giới tu chứng của các vị. Thành ra là mình muốn bình luận Đạo Phật như thế nào, đúng hay là sai, cao hay là thấp, sâu hay là cạn, thực hay là không, thì làm ơn làm phước thấy được hào quang này đi rồi hãy nói. Còn bây giờ bài sách nghiên cứu viết nó Đạo Phật thế này thế kia thế nọ, xin lỗi, gán tu dài tỷ kiếp sau, chừng nào mình nhập định anh thấy được một chút hào quang của Ngài Phổ Hiền thì lúc đó mà anh mới nói là Đạo Phật là như thế nào đó, thì có thể là mời vô nhà uống miếng nước. Chứ còn bây giờ sách vở viết lùm luân của mình đặng Đạo Phật thế này thế kia thế nọ, toàn là những người chỉ là đọc và học và nghiên cứu sách là cái cách lý luận ngôn luận gì đó ở sau cái thời Đức Phật một vài trăm năm thì chữ viết thế nào, và chữ viết thế đó thì kinh điển rằng sao, chữ viết này kinh điển rằng sao, cái cách lập luận ngôn ngữ này là nó sau thời Đức Phật bao nhiêu năm, biết được gì nữa, chưa chắc biết được mình, chỉ nghiên cứu chữ viết nói dốc. Nhưng mà khi biết được mình rồi, rồi là mình nhập sâu những cảnh giới chánh định ở trong Đạo Phật chứ không phải định bình thường. Để mình thực sự nhập tới cái cảnh giới chói sáng thật của Đạo Phật, nếu mình thực sự thấu được, hiểu được, không phải xấu hiểu mà là thấy được một cách tường tận cái hào quang chói sáng của một bậc thánh. Một bậc thánh thôi, chưa nói sâu tới cảnh giới của Ngài Phổ Hiền. Thì lúc đó họ nói những cái chữ nghĩa kinh điển đại thừa là cái gì? Cho nên là có những người cứ ỷ, phải dùng cái từ là ỷ, mình có một chút chữ nghĩa, học thức, bằng cấp gì đó mà phê phán, bình luận những cái kinh điển đại thừa thì thấy thương họ, tại vì
Tới chừng đó là loại chấp ngã, chấp chữ, chấp nghĩa và chấp ngã. Thì không thể nào hiểu được kinh điển Đại Thừa. Chừng nào mà buông chữ, buông nghĩa, buông cái ngã ra, chừng nào hết ngã đi, hy vọng hiểu được miếng, nói một câu nghe cho người ta mời vô nhà uống nước. Chứ còn nếu không là không có đâu. Cho nên mình coi một số những cái văn bản, những cái tài liệu mà kinh chê, kinh điển Đại Thừa cho rằng chữ viết thao là Đức Phật nhiều trăm năm gì đó. Nên nói là thiệt là thấy thương. Thấy chi rảnh rảnh tới chùa Long Hương cho ăn rau lứt cho mở tuệ. Dùng tâm giải thoát vô trước vô phượt, tu hạnh Bồ Tát tự tại đối với tất cả các pháp. Đến nơi cảnh giới rốt ráo trang nghiêm của Ngài Phổ Hiền, nơi mỗi cảnh giới đều dùng nhất thiết trí quán sát để chứng nhập nhất thiết trí vẫn không cùng tận. Tức là khi nào mà đạt tới cảnh giới vô trước vô phượt thì ở đây nếu mà mình dùng theo cái nghĩa mà vốn mình là không còn thể nghĩ lường gì được rồi. Nhưng mà đã là cái tâm vô trước vô phượt và tự tại của Ngài Phổ Hiền rồi thì không nói một, không nói nhiều, không nói đây, không nói kia nữa mà chỗ chỗ nơi nơi đều chói sáng, dù một cái sát na, dù một phần tỷ của sát na cũng đủ sức chói sáng cả cái vũ trụ mênh mông này thì không có còn từ ngữ để có thể luận bàn. Một âm thanh nó vang động khắp pháp giới mười phương thì ai có thể nghe được và ai có thể thấu suốt được một âm thanh đó. Nếu mà những nhà học giả như nãy mà nói là ngon, anh có thể nghe được bao nhiêu về một cái âm thanh. Một âm thanh tôi nói, anh ngồi cách tôi mà 100 km thôi, không cần nhiều, mà anh không nghe được thì bẻ bút dục đi, đừng viết tiếp. Đừng có lý luận. Huống chi là cái âm thanh nó vang động theo cái chiều kích nào chưa chắc là người ta đã thấy được. Và không phải là nghe âm thanh đâu, mà thực sự quý vị thấy á, khi nhập trong cái cảnh giới đó rồi, âm thanh nó vang động cái kiểu gì nha, thì người này vừa nghe và vừa thấy được cái sự vang động và cái sức lan tỏa của nó. Ở đây mình dùng cái từ là cái sóng âm nó vang đi, nhưng mà thực sự nó còn lan tỏa, còn nó không phải là cái từ, cái nghĩa sóng âm có thể diễn bày hết cái sự lan tỏa. Dùng từ lan tỏa nó chưa đủ, mà bùng phát nó cũng chưa đủ, mà sự rung động, sự chấn động cả pháp giới này á. Quý vị thấy ví dụ như mình đây mình la bằng cái tiếng nói của người phàm của mình thì vài chục thước người ta nghe, vài chục thước người ta nghe, tức là loài người mình nghe được. Nhưng mà ở chư thiên cách mình rất là xa họ nghe được. Chư Phật cách mình hàng tỷ lý thừa tỷ năm ánh sáng nghe được. Không phải chư Phật nghe mình đang nói ở đây đâu à, nghe đúng cái chỗ Đức Phật đang ở. Các loài các cõi, các vị chư thiên ở cái chỗ vị trí các vị đang ở cũng có thể cách mình hàng ngàn năm ánh sáng, không thể đo bằng kích thước bình thường mà họ nghe được. Và không phải một hướng này mà tất cả các chiều, tất cả các hướng, và nói khác hơn là khắp pháp giới đều nghe được. Nhưng có điều chúng ta thấy cái tầng rung động nha. Thế tôi nói khi nào mà khoa học mà đủ cái tầm của khoa học phát triển thì họ sẽ đo được cái hơi thở của người phàm và hơi thở của một bậc thánh dùng tôi. Thì lúc đó khoa học có nói chuyện về tâm linh, còn chưa đủ, cái này là không được đâu. Cái thở cũng là cái hơi thở đó, nhưng mà kỳ diệu lắm, hơi thở của một vị thánh khác với hơi thở của người phàm, xa lắm. Cũng là một ngôn âm này, nhưng mà sự rung động sóng âm của nó khác, giữa thánh và phàm khác biệt nhau nghìn trùng. Một tiếng tầng hắn thôi khác nhau ghê gớm lắm. Một tiếng tầng hắn có thể là chấn động ở đâu đó để sụp đổ. Nhưng mà tầng hắn người phàm nó vẫn vang động nhưng mà không có lực đó. Thật ra ở trong cái cõi giới tâm linh đó, cái năng lực sóng âm, cái năng lực rung động, cái năng lực mà dao động của những cái bậc thánh nó là một cái gì kinh khủng. Chứ nó không phải như mình nói là nghe thì mình cũng nghe người này nói, mình cũng nghe người kia nói, nhưng mà cũng là một âm thanh, cũng là một giọng nói, và mình nhận được âm thanh, nhận được giọng nói đó, nhưng mà mình không đủ sức để phân biệt giọng nói của thánh phàm. Thì vậy là cái sức lan tỏa, cái sức chấn động kèm theo cái nội lực
cái dư âm, cái dư chấn của âm thanh của một bậc thánh đủ sức để có thể đột phá, đủ sức để có thể phá vỡ cái mê lòng của người khác. Nhưng mà âm thanh của một người phàm đủ sức để nóng chân người kia không có chạy được. Hai cái nó khác. Một cái vượt thoát phá vỡ, một cái dính mắt cho người ta chạy không được. Không tin mấy người nào mà nghe khóc đi không nổi, hỏi mấy người đó biết liền. Đúng không? Đây có ai mà nói, mới vừa nói tiếng từ giả của người ta khóc bỏ đi không nổi không? Đó là sự thật, cái sự mà nắm bắt, cái sự dính mắt và một cái sự tháo gỡ để vượt thoát. Nó rõ ràng là hai cái chiều kích, hai cái năng lượng, hai cái tâm nó khác nhau hoàn toàn. Và tâm nó khác thì nó phát sóng khác, cái lực nó khác, vân vân, tất cả mọi cái đều khác. Cái dư chấn, cái chấn động nó hoàn toàn khác. Cái tác động để khai mở vào tâm thức người khác cũng hoàn toàn khác. Ví dụ như Pha Hậu phát triển hơn một chút thôi, phát triển hơn một chút đi, thì giống như nãy mình nói là cái lời nói của người này nè, nói về đạo với cái hiểu biết và với đầy cái sự tự tin, đúng không? Người kia nói ra cũng một câu đầy cái sự tự tin, nhưng mà sự tự tin của cái người học thức với đầy sự cố chấp, sự tự tin của người thấy biết với đầy cái sự giải thoát. Mà Pha Học đo được cái này là tôi mới nể, chứ còn bây giờ chưa đo được tôi chưa nể. Đó, thì như vậy là khi mà nói cái đạo giải thoát thì người nào cần được nói, người nào được quyền nói thì như vậy mới ngon. Chứ còn bây giờ nói thì người ta cũng nói cùng câu, cái ông giải thoát cũng nói đúng một câu đó, mà cái ông học thức cũng nói đúng một câu đó, ai phân biệt được đâu. Nhưng mà thực sự chuyên môn người ta sẽ thấy. Tại vì cái năng lực phát sóng từ cái tâm siêu thoát, năng lực phát sóng từ cái tâm thức, học đòi để nói lại, hoàn toàn khác. Mà khi nào chúng ta học đạo mà chúng ta nhận được cái này á, thì lúc đó mình không có mất công. Trời, xách một lọt những cái bài giảng ra, bấm lên nghe niệm Phật thôi, chưa cần nghe sâu. Tôi nghe con niệm Phật rồi, nghe tiếp chơi, tại vì thấy nó dính mắt quá. Nghe nó mệt quá đi. Không có cần nghe sâu cho tới đâu đâu. Thì đó mới là cái gọi là cái tuệ của mình có. Ít lắm là mình cũng có cái tuệ này. Sau khi một thời gian mình học Phật, mình tu Phật, thì cái gì mà chạm tới mình, nó có năng lực gọi là khai phóng. Và cái gì chạm tới mình, nó có một cái sự vướng mắc, mình không có đủ sức hay ra cái này rồi, thì đừng có nói là học đạo tiếp, để mình tìm gọi là tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo mà không phân biệt được này tầm không nổi đâu. Vì chúng ta không có biện biệt được chánh tà, chưa nói tới là cái rung động đó nó mang theo tà khí, nó mang theo chánh khí, đúng không? Cái này là chúng ta, này là thật sự nó khác lắm. Khác lắm luôn á, chừng nói là nội nhìn cặp mắt, cười một cái, nói một tiếng, rồi là xong rồi đó. Nó biết nhau rồi đó, khỏi cần phải nói thêm nữa. Cho nên đó là trình kiến giải thôi đi, mệt, nghe quá nổi rồi. Phải chi mà có cái gì nó ngon ngon chút nói nghe, cứ giả bộ bữa nay suy nghĩ này, mai suy nghiệm kia, mốt suy nghĩ nọ, đọc cuốn sách này, đọc cuốn sách kia, nghe văn giảng nọ, cái mình đúc kết được cái kiến thức, cái mình đòi đi trình kiến giải. Chi mất công vậy. Nói rồi phải chi, đó là sau khi mình buông bỏ, mình tu tập, mình không có còn dính mắc cái gì. Sau giai đoạn thiền định mình thấy được cái hoàn toàn, nó vượt thoát rồi, thì nó diện trình kiến giải nhau cho nó vui. Không, chứ còn mà học góp kinh nghiệm mà nói ra gì đâu, nói mệt lắm. Thật ra đến một lúc mà mình học Phật gọi là mình khai tuệ á, để mình thấy mình có tuệ hay không. Tôi hỏi bây giờ khai trí tuệ là nghe người khác nói một câu biết người đó là vượt thoát hay người đó dính mắc không? Nếu mình chưa thì biết rằng tuệ mình chưa có. Ngôn âm đã lọt qua lỗ tai của mình mà không đủ sức để chọn lựa thì mình không phải là tuệ, đúng không? Giống mình tưởng tượng như cái máy chà, đúng không? Máy chà lúa rồi nó chà ra rồi. Chà rồi thì nó lẫn lộn là lúa, thóc, hạt đen, hạt vàng, đúng không? Cái qua máy tách màu là nó bắn cái hạt nào ra, nó chừa hạt nào lại. Máy nó còn biết vậy mà. Người ta mà nghe ông lọc được ổn ghê. Mà đây là sự thật á.
Khi quý vị mà thiền định rồi quý vị sẽ thấy được cái điều này, tức là chúng ta sâu ở trong thiền định mà cái tâm chúng ta nó thực sự sáng lóng trong rồi á, thì đục trong nhìn thấy, giống như mình mắt mà mình nhìn như ly nước đục và ly nước trong chúng ta nhận rõ, đúng không? Thì âm thanh cũng vậy đó, âm thanh nó cũng vậy, nó mang đầy cái phiền não hay là nó đã hết phiền não. Phiền não thiệt hay phiền não giả bộ, người ta cũng khóc vậy nhưng mà không có phiền não. Thì mình cũng phải nhận ra, ta nổi nóng người ta la nhưng mà đầy từ bi mình cũng phải nhận ra, mà ta sân si mình phải nhận ra, mình phải nhận ra được cái này thì mình mới thấy là con người ta đang đối xử với mình là ai. Chứ nếu không là mình không biết chừng nào mình mở con mắt thiệt. Thật ra cái việc học đạo nó có nghĩa cái tâm mà khi chúng ta mà đạt tới cái chỗ vô trước vô phược, nó không đạt hoàn toàn đâu. Nhưng mà trong đời sống chúng ta có một cái đoạn ngắn, hoặc là trong một ngày gì đó chúng ta có một cái giờ mình không có nhiễm trước cái gì, mình không có phiền trước cái gì, mình cảm giác mình tự do, thì lúc đó mọi vấn đề hiện trước mắt mình sẽ rất là rõ. Đây là một sự thật á. Chúng ta càng nhiều cái vô trước vô phược chừng nào, nhiều cái giải thoát chừng nào ở nơi tâm, thì cái sáng tỏ chúng ta sẽ sáng tỏ nhiều chừng đó. Cái sáng tỏ này mình không phải là mình muốn thấy sao vô tận, nghe xa nghe khắp mười phương gì, nhưng mà ít ra tất cả mọi cái gì đó với mình thì chính cái sức sáng tỏ của mình nó tự biện biệt hết. Cái biện biệt này nó không phải là phân biệt, nó không phải phân biệt, nó không phải là cái so sánh phân biệt, nhưng mà cái thấu suốt sâu sắc của từng vấn đề khác nhau rồi nha. Chúng ta còn chưa chắc là chúng ta có phân biệt được là cái biện biệt thấu suốt hay là cái phân biệt so sánh, đúng không? Bữa nào ví dụ như quý vị viết tờ giấy hỏi vị giảng sư nổi tiếng nào đó, thưa thầy như thế nào là cái biện biệt thấu suốt vấn đề và thế nào là sự so sánh của vấn đề? Thử đi, thử hỏi. Thì chúng ta mới thấy rằng cái tuệ của người học Phật vậy, nhiều khi là nói đừng có so sánh phân biệt. Thì giờ thấy sự vật mình hiểu như thế nào về nó, hay là không hiểu? Không hiểu là đúng hay hiểu là đúng? Nếu mà nói về trí tuệ của đạo Phật, nhìn một sự vật hiểu nó hay là không hiểu nó, và hiểu là đúng hay là không hiểu là đúng, đúng không? Cho nên hoặc là chúng ta có thể cắt cớ hỏi lấy cái câu của thiền sư gì Huệ Năng ra, nói là nếu ngươi mà vì pháp mà tới, đúng không, thì ngươi hãy gì gọi là lắng động tất cả các duyên trần. Ông đến hồi ông mới nói một câu là chính nghi cái chỗ mà không nghĩ thiện không nghĩ ác của ông á, đó là bản lai diện mục của ông. Thì ông kêu ủng hộ mình nghe lắng động tất cả các duyên, tức là không còn có cái khởi niệm nào. Phải lắng dịu hết tất cả những cái vọng động, những cái vọng tưởng, vọng tình gì của mình phải lắng động hết, đúng không? Cho tới cái chỗ mà mình không nghĩ thiện, mình không nghĩ ác, tức là không còn suy nghĩ gì, là được xem như lắng động hoàn toàn. Mà cái chuyện này mình làm được á, ngồi một chút nữa à, không lâu, đúng không? Và một chút mình ngồi cái mình lắng, mình không còn ý niệm nào. Thì không còn ý niệm nào tức có nghĩa là cái chỗ này là cái chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, phải chưa? Đừng có hiểu lầm. Ở đây tôi nói đừng có hiểu lầm. Nếu như vậy thì Huệ Minh không ngộ. À, thật ra cái chỗ mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác không có nghĩa là lắng động tất cả các duyên trần. Mà hai cái đều giống nhau. Cái chỗ mà nó không có duyên, cái chỗ mà xưa nay không một vật, cái chỗ mà duyên trần không bám tới, không bám dính nó được, và cái chỗ mà bật hết duyên trần, hai cái chỗ này nó giống nhau hay là nó khác nhau? Đó. Mình thì mình bật hết tất cả các duyên, đúng không? Thì cái chỗ của mình bật hết tất cả các duyên là nó cũng không nghĩ thiện, nó cũng nghĩ ác. Còn cái chỗ kia là thiện ác không dính được nó, nó cũng là cái chỗ không thiện không ác. Thì người ngộ có nghĩa là nhận được cái chỗ thiện ác không dính tới. Còn người không ngộ thì gắn đè tất cả các động khởi ở nơi tâm để cho nó không khởi.
Và mình đã từng làm vậy cho nên mình không ngộ. Đúng không? Cái chuyện có chút xíu. Cho nên là rõ ràng là cái gì nó cũng có hai phương diện, phàm và thánh, thật và hư, chân và ngụy của nó liền hiện ra trong cái khoảnh khắc đó. Và rõ ràng là cái người học Phật chúng ta từ xưa giờ luôn hiểu lầm. Đó giống như âm thanh mà rõ ràng là chúng ta sẽ hiểu lầm. Xin lỗi nha, tôi nghe niệm Phật của một vị giảng sư nào đó là thiệt là tôi tắt máy. Có khi mở nghe một câu hay câu chơi và không thể nghe được. Nghe tại vì mở một câu hay câu để mình kiểm chứng cái trực giác mình ngay khi cái câu niệm Phật đó khởi lên. Và thôi ngang đó đủ rồi đó. Không thể hiểu nổi nữa đâu, vô trong nói cao lắm mình hiểu không nổi. Nói vậy đó, tức là làm sao mình ít lắm là mình cũng phải phân biệt được. Nếu mà đụng tới đạo Phật mà niệm Phật, mà cái câu niệm Phật đó mà nó mang đầy cái sự dính mắt rồi mình nghe giảng tiếp nữa để mình nghe cái gì? Nhưng mà mình không có đủ cái trình độ này, và rất nhiều người không có đủ cái trình độ này, cho nên là ôi cha, ở đâu cũng học, ở đâu cũng nghe riết rồi có thời gian không có để nghe, không đủ. Cuộc đời mình nếu mà còn sống để nghe hết tất cả các cái bài giảng thì mình không có đủ sức. Thật ra là cái tật thì làm biếng, cho nên mình sàng cho nó gọn gọn, lỡ nghe ăn cái hai cái thôi. Đặt làm biếng. Và học đạo làm biếng thì mới khỏe, mà làm chuyên học đạo cực lắm. Đụng đâu cũng quơ, đụng đâu cũng ngọc, đụng đâu cũng ngâm kiếu, đó là mệt lắm. Không có thời gian, bạc đầu chưa chắc là hiểu được cái câu chính nữa. Thì mình học mất thời gian đó, cho nên là nếu mình mà ở đây là cái căn bản mà từ đầu tới cuối dụng từ là vô trước vô phược. Chúng ta phải cố gắng phải được cái vô trước vô phược, dù là cái được rất là nhỏ của mình. Nhưng mà nền tảng ở đây muốn nói là vô trước vô phược. Phải giữ được cái tâm vô trước vô phược, và nếu tốt hơn nữa là được cái tự tại giải thoát của Phổ Hiền, thì cặp đôi này xuất hiện nơi tâm của mình là gần như không có cái gì mà mình không hiểu, không biết, không tu tập, không thành tựu. Thậm chí là đã thành Phật quả cũng có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng mình thiếu hai cái vế này, tức là không có đạt cảnh giới vô trước vô phượng và không có đạt được cái tự tại của Phổ Hiền, thì chúng ta không có giải quyết được cái chuyện gì trong cuộc đời này. Tức là từ đầu tới cuối đang nói chuyện đó. Thành ra là dùng tâm tự tại đó là để có thể tu tất cả các hạnh tự tại của các Bồ Tát đối với các Pháp. Không cần đối, Bồ Tát tự tại là không cần đối với ai. Cho nên không có dụ mà tự tại đối với các Pháp chi. Đã tự tại rồi là không có Pháp để đối thì mới tự tại, còn các Pháp để đối là không tự tại. Không, chứ giống như là bây giờ là đối cảnh vô tâm thì không học thiền. Xin thưa không phải như vậy, đối cảnh vô tâm là nên học thiền. Cái đó là có một vị kêu tôi nói lại. Đối mà sao giải thoát được? Mà đã còn đói thì không thể nói nổ hồn thiền. Cho nên nói mà tu cái hạnh Bồ Tát mà tự tại đối với các Pháp, tự tại thì không có đói, còn đói thì không có tự tại. Cho nên là các vị Bồ Tát là tu cái hạnh tự tại. Đủ rồi, bỏ chữ kia đi, đừng có đói thì được. Mà đã đói là không tự tại, đúng không? Ví dụ như quý vị mà đối đầu với ai là tự tại không? Không có tự tại. Cho nên không có dùng gọi là từ ngữ ví dụ hay là ẩn dụ gì đây trên cái từ, mà ở sâu trong kinh nó có những cái câu từ chúng ta phải thực sự là chuẩn, và thêm một nét không được mà bớt một nét cũng không đúng. Đó, vì là tự tại của Bồ Tát được rồi, nhưng mà đối với tất cả các Pháp là không được. Tự tại, ví dụ như không dùng từ đối mà tự tại các Pháp nó nghe nó cũng khó nghe, mà trên các Pháp nó cũng không khó nghe, nó cũng không có thêm được cái từ tự tại, nó không thêm, mà tự tại là không có cái gì chướng ngại hết. Tự tại vô giới ngại gì gì đó thì có thể chấp nhận được. Mà hạnh của Bồ Tát thực sự thì các vị đối với thế này, đối với thế kia là thực sự là một cái gì nó rất là gượng ép để nói, chứ còn về tự tại là không có đói. Cho nên nó là đã vô trước vô phược, đã tự tại có Phổ Hiền rồi thì tất cả các hạnh của Bồ Tát đều nơi tự tại, và tất cả những cảnh giới mà Bồ Tát trải qua thì đều như là điều rất là trang nghiêm và thanh tịnh. Rõ ràng là đứng ở cảnh giới kia thì cái gì nó cũng trang nghiêm và thanh tịnh.
và đạt tới cái gì? Cũng đạt tới cái rốt ráo của Phổ Hiền, tức là cái tự tại ngày Phổ Hiền nữa. Mỗi cảnh giới đều dùng nhất thiết trí quán sát để chứng nhập, nhưng nhất thiết trí vẫn không cùng tận. Kinh Quan Nghiêm mà nói kiểu này khó học. Mỗi một cảnh giới dùng nhất thiết trí để quan sát. Nhất thiết trí mà dùng để quán sát cáo pháp thì nhất thiết trí đang 30 gậy trước cái đã. Mà dùng từ là mỗi cảnh giới thật sự ở đây, mà tại vì mình muốn nói tới cái tầng thật sâu để nó ra cái nghĩa thật sâu của cái đoạn này. Các vị này muốn nói là cái trí tự tại của Ngài Phổ Hiền thì cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết, và thấy biết một cách rất là tự tại, chứng nhập một cách rất là tự tại, nhưng mà nó không cùng tận cái trí này. Đó, cái nghĩa nó là vậy. Nhưng mà nếu mà nói cái từ mà dùng nhất thiết trí để quán sát, tức là dùng nhất thiết trí quán sát để chứng nhập á, mỗi cảnh giới đều dùng nhất thiết trí. Cái trí mà được gọi là nhất thiết trí, tức là tất cả các trí tuệ giác ngộ được hiển bày ở nơi tâm người đó rồi mà dùng cho từng cảnh giới một thì hoàn toàn không có. Mà phải nói là tất cả những cảnh giới đều được nhất thiết trí thấu tận. Và do nhất thiết trí vô cùng tận cho nên tất cả những cảnh giới đó không có ở ngoài nào, mà đều tất cả cảnh giới đều ở trong cái thấu tận, cái chiếu soi, cái chói sáng của nhất thiết trí. Nó ý nó như vậy, tại vì nhất thiết trí là một cái gì nó đã trùm khắp về cái trí tuệ rồi. Vì vậy mà tất cả những cái cảnh giới hiện ra trong cái nhất thiết trí đó thì đều được cái nhất thiết trí đó nó chói sáng, đều được nó chiếu, nó chói sáng, nó tỏa sáng, nó thông suốt, chứ nó không có dùng cái trí đó để quan sát. Cái nhất thiết trí nó không phải là công cụ để quan sát. Mình đem trí đó ra quan sát nó là công cụ. Giống như mình đem cái tâm mình ra để mình suy nghĩ tới một cái việc gì đó và làm chủ cái suy nghĩ này, mình muốn suy nghĩ tới chuyện đó để mình phân biệt chuyện đó, hoặc là mình không suy nghĩ, mình không phân biệt tới nó, có nghĩa là mình làm chủ nó. Nhưng mà nhất thiết trí này nó không phải cái công cụ đó. Tâm thức nó chỉ là công cụ của cái ý thức, cái sự so sánh phân biệt, nó chỉ là công cụ của cái dụng tâm. À, công cụ của cái tâm thức, mà tâm thức là công cụ của cái dụng tâm. Cái dụng tâm là cái dụng của cái thể, bản thể. Thì bản thể tức là cái nhất thiết trí. Nhất thiết trí là nó bao hàm tất cả những cái đó. Cho nên tất cả những cái hiện ra trong tam giới này đều được nhất thiết trí chiếu sáng, soi sáng, thấu suốt. Chứ không có dùng nhất thiết trí để mà quán sát. Không có cái chuyện quán sát ở đây. Thì giờ đang diễn trả những cái càng lúc càng sâu ở trong cái cảnh giới trí tuệ của cái người tu chứng. Thì sử dụng những ngôn từ mà nó mình nghe là mình cảm giác là cái này nó rõ ràng, nó vượt thoát, nó vượt ngoài, nó trùm chứa, nó làm một cái gì đó, nó không có vướng động nữa. Chứ còn nếu không á, chúng ta sẽ sử dụng những cái từ ngữ trong cảnh giới chuyên môn này bị ứ. Ở đây là những cái cách mà gọi là bị ứ theo cái nghĩa tâm thức của mình. Rồi không biết là từ tiếng Phạn nó qua Trung Hoa là nó đã bị bí cái kiểu gì, rồi qua tiếng Việt nó bí tiếp. Nó đã thành những cái loại ngôn ngữ này. Rồi mấy người sắp chữ, sắp nghĩa thì cũng chẳng có biết cái gì trong chuyên môn, gắn cái gì, nghe cảm giác nó giống với người phàm thì được, mà giống với bậc thánh siêu thoát thì nó không có ra mấy cái từ chữ này. Nó làm mất giá trị đi rất là uổng. Vì nhất thiết trí là nó trùm khắp và nó không có cùng tận, cho nên thấu suốt hết mọi cái. Đó, mình hiểu cái nghĩa của đoạn này nó nói nghĩa. Nhưng bây giờ nói lòng vòng nè, nơi mỗi cảnh giới đều dùng nhất thiết trí để quán sát và chứng nhập. À, nhưng mà dùng nhất thiết trí đó vẫn không cùng tận. Thấy không? Cái câu nói đó mình nghe nó cũng giống như cái cách diễn tả của mình nhưng mà khác à. Vì nhất thiết trí là trí tuệ siêu việt trùm khắp. Cho nên tất cả những cảnh giới không phải là dùng mỗi cảnh giới mà mình ở đây mình gom tất cả những cảnh giới, tất cả những cõi giới đều sao? Đều được nhất thiết trí thấu suốt, chói sáng, rạng ngời. Chứ không có lầm lẫn cái gì trong này, không có bất kỳ một cái gì bị lầm lẫn. Thì nó là một cái từ khác, một cách diễn tả khác. Nhưng mà người ta nói được cái giá trị cao tột, trùm khắp của nhất thiết trí. Ở đây họ cũng muốn diễn cái đó nhưng mà sử dụng cái từ nó sai. Dùng trăm giải thoát vô trước vô Phật, từ đời này đến cùng tận thổi vị lai, trụ ở nơi hạnh Phổ Hiền, thường không xen hở, được nhất thiết trí, ngộ bất khả thuyết pháp chân thật. Đối với cả các pháp, rốt ráo không còn mê lầm.
Đến đây thì mình sẽ trừ luôn hai cái từ ở ngoài nữa, tức là dùng cái tâm mà giải thoát hoặc là dùng cái tâm vô trước vô phược. Nếu mà chúng ta bỏ cái đó nữa thì nó ngọt ngào hơn. Mà mình dùng cái là ở nơi cái tâm đó, hoặc là ngay nơi cái tâm vô trước vô phược, ở nơi cái tâm đó. Chứ mình không phải mình dùng cái tâm đó, mà cái tâm vô trước vô phược đó đó, thì gọi là ở ngay nơi tâm đó. Và ở cái tâm vô trước vô phược đó thì nó đây dùng từ đời này tới là thở vị lai, tức là xuyên suốt quá khứ và vị lai nó không thay đổi. Khi một người mà tới cái cảnh giới vô trước vô phược rồi, đạt tới cảnh giới vô trước vô phược rồi, hoặc là thâm nhập trong cảnh giới vô trước vô phược rồi, thì cái vô trước vô phược đó nó xuyên suốt quá khứ vị lai, nó không có bị thay đổi. Nó là bổn thể, giống như sáng mình nói là thuộc cái dạng Bồ Tát và Văn Thù rồi. Nó là phổ hiền, là hạnh rồi. Cho nên ở đây dùng cái tâm giải thoát vô trước vô phược, rồi từ đời này cho tới cùng tận thở vị lai sẽ trụ được cái hạnh phổ hiền. Rồi là không có sen hở, không có sen hở, tức là khoảng giữa nó không có mê trở lại. Đạt tới cảnh giới giác ngộ rồi thì cùng tận thở vị lai, không bao giờ có cái chuyện mê lầm mê mờ trở lại. Đó là cái thứ nhất. Cái ý của đoạn này nó là một vế đó. Cái thứ hai là cái hạnh phổ hiền cũng vậy, tức là cái diệu dụng của tuệ đó mà thể hiện trong đời sống thì cũng không có bất kỳ cái gì làm cho mê lầm hoặc là gián cách nữa. Đó, ý đoạn này là nói vậy, tức là cái trí mà vô trước vô phược và cái hạnh của Ngài Phổ Hiền, tức là cái hạnh lợi ích tất cả chúng sanh, là cái dụng của cái vô trước vô phược đó. Tận cùng cái thở vị lai, tức là từ lúc mà mình ngộ cho tới tận cái thở vị lai thì nó không hề gián cách, không ai có thể làm mê lầm, không ai có thể làm động đậy, không ai có thể làm ô nhiễm, không ai có thể làm dính mắc trở lại. Thì nó luôn luôn chói sáng, nó luôn luôn chói ngời, nó luôn luôn rạng rỡ, nó luôn luôn chiếu soi, cho nó không có khác được. Và không ai có thể làm mất cái tính cách chói sáng, rạng ngời, chiếu soi của nó. Thì đó là cái ý đoạn này muốn nói, nhưng mà họ sử dụng cái từ, cái chữ chúng ta thấy nó hơi bị lộn cộm ở chỗ này. Và nơi mỗi cảnh giới, khi mà cái vô trước vô phược và cái tự tại của hạnh phổ hiền trong tận kiếp vị lai không hề có bất kỳ cái gì che mờ, che phức, bị khuất lấp hay là bị khiếm khuyết hay là bị mờ tối hay là bị mê lầm, không có chuyện đó xảy ra nữa. Và vì vậy mà cái nhất thiết trí đó thấu suốt bất khả thuyết pháp chân thật. Cái này cũng là cái được xem như là mới đi. Là tại vì khi mà đạt tới cảnh giới vô trước vô phược rồi, là trí đó đủ sức để có thể thấu suốt tất cả chân lý đó. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Giống như cái chữ đạo á, sáng mình uống dịp mình nói, tức là chữ đạo có nghĩa là chân lý tuyệt đối, là cảnh giới trí tuệ giác ngộ tối thượng, là cái chỗ tận cùng của những chỗ tận cùng trong tất cả các pháp ở thế gian, đúng không? Ví dụ như kiếm thì người ta gọi là kiếm sĩ đạo, tức có nghĩa người này đã đạt tới một cảnh giới tối cao của kiếm thuật. Ví dụ như là võ gọi là nhu đạo thì những người đạt tới đỉnh cao bậc thầy của nhu đạo. Ví dụ như là võ đạo, kiếm đạo hay cái gì đó, đại khái là họ dùng tới cái từ đạo là mình biết là họ muốn nói tới cái chỗ tuyệt đỉnh, họ muốn nói tới cái chỗ tận cùng. Thế gian cũng dùng cái từ đạo để diễn tả cái chỗ tận cùng, cảnh giới tối cao, cảnh giới tận cùng của tất cả mọi thứ. Thì đạo của Đạo Phật là cảnh giới giác ngộ tối thượng của Đức Phật. Thì đó được gọi là đạo, đó được gọi là chân lý. Chứ đạo không có tự nhiên bị người Việt Nam mình bóp cái xẹp sẽ xuống thành con đường. Đó là tại vì người Việt Nam của mình, mà không biết là ai á. Thì chỗ này cũng vậy, họ muốn diễn tả, họ muốn diễn tả là một người mà đạt tới cảnh giới vô trước vô phược và tự tại của Ngài Phổ Hiền rồi thì họ sẽ thâm nhập tất cả những cảnh giới đạo lý, tất cả những cảnh giới chân lý, tất cả những cảnh giới chánh định và chánh tuệ của tất cả những cái đạo quả tu chứng của tất cả các vị thánh hiền. Đó, kiểu cái đoạn này là họ muốn diễn tả kiểu đó đó.
Tức là khi mà đạt tới tận cùng của vô trước vô phược, đạt đến chỗ tận cùng tự tại của hạnh phổ hiền rồi, thì không có quả vị nào của các vị thánh hiền mà các vị này không biết, đúng không? Tất cả những cảnh giới tu chứng nào các vị thánh hiền và tất cả các vị Bồ Tát thì cái người này cũng đạt tới, và thậm chí là đã đạt tới cái cảnh giới giác ngộ tối thượng của Đức Phật. Khi một người đạt tới chỗ tận cùng vô trước vô phược và tự tại của Ngài Phổ Hiền thì cái gì cũng tự tại, và tự tại thâm nhập cảnh giới chư Phật, và tự tại lui tới trong sanh tử muôn vạn kiếp để cứu độ chúng sanh. Đó là cái cảnh giới tự tại. Cho nên khi mà các vị đó đã đạt tới cái chỗ mà bất khả thuyết chân thật, tức là vô cùng vô tận những cái cảnh giới chân thật. Bây giờ mình ở chúng sanh, mình cái kiến thức của mình nó còn hạn hẹp, cái trí tuệ và cái tầm hiểu biết cũng như cái tầm nhận thức của ý thức nó chỉ là một cái gì đó nó rất là mong manh trong cái cảnh giới trí tuệ của Đạo Phật. Cho nên mình hiểu về cái chân thật, mình không hiểu bao nhiêu cái chân thật đâu. Ví dụ như bây giờ mình nói về cái gì, cái vật chất thì lâu nay mình nói rồi đó, khoa học đạt tới cái quát là đã hết rồi, hết đường rồi, hết rường rồi. Nhưng mà trong cái quát nó còn hàng tỷ tỷ cái tiền nguyên tử, những cái hạt nhỏ li ti, chứ không phải tiền nguyên tử, nó những hạt nhỏ li ti, để thấy rằng cái quát đó là một cái gì nó rất là lớn trong cảnh giới của những người chứng nhập. Mình muốn nói những người chứng nhập đi. Cho nên họ thấy cái cực vi, cái cực nhỏ mà máy móc khoa học vẫn không đo đếm được. Nhưng mà từng cái cực vi, từng cái cực nhỏ đó là một cái cảnh giới chói sáng rạng ngời. Thì chỗ này là chịu chết, người ta nghĩ cái nhỏ nó không có là cái gì, đúng không? Không có lực gì, nhưng mà không phải. Mỗi cái đều có một năng lực tối thượng, dù nó là một vật cực vi, cực nhỏ bằng một phần tỷ, lũy thừa tỷ của cái sát na nữa à. Thì cảnh giới đó là cảnh giới chói sáng, càng gần, càng nhỏ chừng nào, càng gần ánh sáng chừng đó. Thôi, hiểu theo cái nghĩa gọi là quy nạp gì đó. Thì càng nhỏ chừng nào thì càng gần cái chỗ chói sáng chừng đó, tâm mình nhỏ nhiệm chừng nào thì mình sáng suốt chừng đó, tâm mình thô rộng chừng nào mình mờ tối rõ. Thì đây là cái nghĩa quy nạp. Nhưng mà nó là nghĩa quy nạp theo kiểu thế gian rồi. Nhưng mà thực sự cái người mà thâm nhập trong cảnh giới đó thì họ sẽ thấy được cái sự thật của cái khởi nguyên vật chất là ánh sáng, hiểu không? Mà cái khởi nguyên ban đầu để hình thành vật chất là ánh sáng đó. Nhưng cái khởi nguyên đó không có nghĩa quy nạp là từ nó từ nhỏ 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 rồi nó lớn từ từ rồi nó lớn tới một nay 200-300 triệu năm về sau nó mới thành một hạt cát, hiểu không? Cái nghĩa quy nạp mình là từ nhỏ nó lớn lần từ, muốn lớn thành người thì cũng phải từ 1 ký rồi tăng 1,5 ký, 2 ký, cái kiểu quy nạp á mà. Nhưng mà thực sự cái này nó không có nghĩa đó, cái này nó không có nghĩa đó. Người ta sẽ thấy cái tận cùng của cái nhỏ nhiệm vi tế kia, nó dung chứa toàn bộ cái vũ trụ mênh mông này, nó có thể thành tất cả những cái đang có trong vũ trụ này, và nó lại có năng lực biến tất cả những cái trong vũ trụ này thành không. Thì đó là sự thật của chân lý. Và khi thấy được như vậy á, thì mình có thể dùng cái từ là người có trí tuệ thấu suốt cái sự thật của vạn pháp. Chứ không thấy tới đó mình thấy sự thật của ai, thấy sự thật của cái gì. Mà cái này là cái thấy nha, ở đây dùng từ là thấy và biết rất rõ ràng. Và ở trong cái cảnh giới của ánh sáng đó thì nó soi thấu tất cả những cái gì mà cái thế giới vật chất chưa từng tưởng tượng ra, chưa từng hiểu tới. Cho nên gọi là bất tư nghì, tức là không hiểu nổi, không hiểu nổi. Nói cách nào cái trí thức có thể hiểu được. Chúng ta còn kẹt ở trong cái chân trời của ý thức thì chúng ta là phải nói là mù tịch đối với những cái chuyện này. Thành ra nói chuyện này nó giống như nói cái chuyện hoang đường. Mình đặt cho người ta là hoang đường, mình đặt cho người ta ảo tưởng, chứ mình đang hoang đường, mình đang ảo tưởng. Chứ không phải người ta. Người ta là người thấu suốt để nói chuyện cùng tận của các pháp thì làm một cái chuyện khác hoàn toàn với cái chuyện của ý thức, của cái ảo tưởng của mình. Mình từ có rồi mình thành không, nó là một ảo tưởng. Mình nhìn một vật chất, ví dụ như mình quán nhân duyên đi. Đó, thì bây giờ mình nhìn cái hoa
thì mình thấy rõ ràng là cái hoa này nhiều cái cánh hoa. Bây giờ mình tưởng tượng nhiều cánh hoa hợp lại thành cái hoa, cái mình xé từng cánh, xé một hồi, cái không còn cánh hoa nào, cái hoa này nó tan. Duyên hợp, giả có, đó, giống ghê không? Giống vật chất ghê. Cái ông kia nói cái này nó thành không, cái bây giờ mình ngồi cái mình tưởng nó không ra không, cái mình nói thằng cha này nó không thiệt. Tự nhiên cái hoa này nó thành không là mình áp đặt rồi. Mà cái không của cái người xét, cái người mà gọi là siêu xuất á, thì họ nói cái không đó không phải là không có cái tướng hoa và có tướng hoa nữa, không phải là cái không với cái có, cái không là không hình tướng, cái có là có hình tướng theo cái nghĩa của mình, mà họ nói luôn cả cái không có tướng có và không cả cái tướng không của mình. Này cũng đâu tới vậy ta. Nó nói chuyện nó không giống người phàm. Thì mình không có thể chấp nhận được, tại mình chấp nhận là chấp nhận của mình theo cái ý của phàm phu. Còn người ta thì nói cái tí nó không phải là phàm, cho nên mình khó chấp nhận và mình không có chấp nhận người ta là đúng. Thì đương nhiên là cái người phàm không thể chấp nhận một bậc thánh xuất hiện trước mặt mình đâu, khó lắm. Tại vì bản ngã của mình, thế gian này á, thì nói tới vị thánh là gần như ai cũng tôn trọng đúng không? Nhưng mà tại vì mình cũng có địa vị xã hội nè, mình cũng có quyền chức, mình cũng có tiền bạc, mình cũng có gì đó ghê gớm đó, và mình cũng có cái núi tu di bản ngã. Cuối cùng là mình có cái đó, cho nên mình không chấp nhận ai hơn mình. Vì vậy mà nghe một người nói khác mình cái là bắt đầu mình phản biện, mình phản bác, mình làm cho nó tới luôn, để mình đè người đó xuống, để mình ngon hơn người đó, là tại vì mình dùng cái bản ngã mình đè người ta. Thì dùng cái kiểu của phàm mà đè ông thánh. Người ta nói chuyện ở ngoài cái vật chất, mình lấy cái vật chất ra mình hơn thua. Rồi hồi cái người ta thấy mình ngu quá, người ta làm biến nói chuyện cái tưởng là mình thắng. Vậy đó, cái kiểu của thế gian mình nó là như vậy, cho nên rất là khó chấp nhận được một cái gì mới, cái gì lạ, cái gì mà vượt tầng, cái gì mà vượt ngoài cái sự hiểu biết của mình, là mình ứ hơi, cái bắt đầu mình kiếm chuyện mình quậy. Chứ còn phải chi mình thấy mình là dối không tới, mình không có hiểu biết tới, thì mình gán dốc tâm để mình học. Để mình tới thì mình còn chút tôn trọng mình để muốn mình tiến bộ. Còn đằng này mình thấy mình không tới là mình xử, thì có nghĩa là mình muốn đóng mình ngang đó, mình không muốn mình lên nữa. Đơn giản vậy thôi. Ra đó là người đáng thương, không đáng trách. Nhưng mà ý là muốn nói là cái tâm phàm của mình á, khi mà mình nghe một cái gì đó mà nó lạ, nó vượt quá cái tầm của mình, thì mình cũng nên khiêm tốn, biết một chút là mình còn thấp quá, mình thấy chưa tới. Và mình cố gắng mình làm sao để mình hiểu được cái này, mình thấy được tới cái này, hoặc mình tu tập tới cái này, hoặc là mình đạt tới cái này. Thì đó là cái tâm mà cầu tiến của mình có, mình còn. Vì tại vì là lâu nay mình nghe cũng nhiều quá, mình hiểu cũng nhiều quá, mình học cũng nhiều quá, mình làm cũng nhiều quá. Nhưng mà nghe thì hiểu sai, làm thì không đúng, mà mình được một cái tào lao. Cái mình cho mình chứng. Chính là chính mình cực công cả đời mà mình chứng cái gì thì không biết, nhưng mà tôi có chứng. Cho nên cái người mà không có chứng ngồi trước mặt không có chịu. Nó khổ là khổ cái đó, cho nên mình không có mở cái tuệ mình ra được. Còn nếu như mà mình là cái người mà cầu tiến thực sự, có tâm cầu đạo, có tâm tìm chân lý thật sự, là chúng ta nghe cái gì nó vượt quá cái tầm của mình. Tức là bây giờ mình hiểu không được, mình thấy có thấu không nổi, mà mình gặm không tới nữa, thì thôi mình gán phải nói là thứ nhất là mình thể hiện cái tâm cầu tiến của mình trước đó đã. Mình thấy mình thấp hơn, mình muốn học, muốn hiểu, muốn biết, muốn chạm tới, thì như vậy là chắc chắn mình có tiến bộ. Nhưng mà ở đây cứ là câu trước câu sau, đoạn trước đoạn sau, cứ dùng cái tâm vô trước vô phượt riết rồi mình chịu không có nổi. Rõ ràng là từ sáng giờ chúng ta đụng cái gì cũng là dùng cái tâm vô trước vô phượt không à. Mà mình á thì mình bằng cái tâm có trước có phượt mình nghe, hai cái này nó nghe ngược với nhau, thế là mình không có chấp nhận nổi. Rất là khó chấp nhận. Ở đây là các vị cũng dùng cái tâm vô trước vô phượt đó nữa, để rồi đời đời kiếp kiếp không còn kẻ hở, để đạt được cái hạnh tự tại của Ngài Phổ Hiền. Và khi đạt được cái hạnh tự tại của Ngài Phổ Hiền rồi đó, thì tất cả những cái chân thật là các vị thấu. Tức là ý muốn nói là dùng ở trong vô trước vô phượt là thâm nhập tất
cả cảnh giới chân thật của Phật đạo. À, đơn giản đoạn nó là một chút xíu đó. Tức là nếu mà đạt tới cảnh giới vô trước vô phược và đạt được cái trí tuệ tự tại của Ngài Phổ Hiền thì người này sẽ thâm nhập tất cả cảnh giới chân thật của đạo lý, hay là thâm nhập được tất cả các Phật pháp, hay là thâm nhập tất cả những cái chân lý của chư Phật. Cái gì mà các vị thánh hiền tu chứng, các vị đại Bồ Tát tu chứng và cái gì chư Phật tu chứng thì người này cũng tu chứng như vậy. Đó, cái đoạn này lại khái là như vậy đó. Nhưng mà họ lý luận lòng vòng vòng khiến mình cũng hơi khó hiểu. Dùng trăm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh phổ hiền, phương tiện tự tại được pháp quang minh, đối với công hạnh của Bồ Tát tu đều rành rẽ vô ngại. Cũng dùng tâm này tu hạnh phổ hiền, được phương tiện trí biết tất cả những phương tiện, như là phương tiện vô lượng, phương tiện bất tư nghì, phương tiện Bồ Tát, phương tiện nhất thiết trí, phương tiện điều phục của tất cả Bồ Tát, phương tiện chuyển vô lượng pháp luân, phương tiện thời gian bất khả thiết, phương tiện diễn nói các pháp, phương tiện vô biên tế, vô úy tạng, phương tiện diễn nói đủ tất cả các pháp. Bây giờ nói tới từ phương tiện thì từ xưa giờ mình nghe nhiều phương tiện lắm rồi, như ở đây giải thích từng cái phương tiện nè. Mà muốn có phương tiện đó thì phải có cái tâm vô trước, vô phược và tu hạnh phổ hiền đó đã. À, khi có cái tâm đó rồi thì đạt được tự tại đối với cái pháp quang minh, tức là cái gì? Cái chói sáng, cái rạng ngời, cái sáng suốt thì được gọi là pháp quang minh. Cái pháp đó là cái pháp mà không lầm lẫn đối với tất cả những cái đang có, đang diễn ra. Không có cái gì có khả năng làm lu mờ, làm che khuất cái thấy cái biết của các vị đó. Là cái thấy cái biết của các vị đó luôn luôn chói sáng rạng ngời, không có cái gì bằng. Thì họ sẽ tu hạnh Bồ Tát đều vô ngại. Bồ Tát thì sao? Tức là sau khi giác ngộ rồi thì các vị luôn lui tới ở các loài các cõi để cứu độ chúng sanh. Thì đó được gọi là cái tự tại của Bồ Tát, đó là cái hạnh tu của Bồ Tát. Lúc nào mà có một chúng sanh kêu cầu, kêu cứu của Bồ Tát không làm thì vị đó chưa phải là Bồ Tát. Nghe ở đâu có khổ là Bồ Tát xuất hiện, không cần phải kêu tới, không cần phải niệm danh hiệu gì hết á. Niệm danh hiệu gì cũng được, không cần biết. Nhưng mà họ có cái tâm muốn cứu, cầu cứu là Bồ Tát xuất hiện. Chứ không cần phải niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm, Ngài Quán Thế Âm xuất hiện, không phải như vậy. Như vậy là đó là vô biên vô tận cái hạnh của Bồ Tát. Nhưng rồi bây giờ cũng dùng cái tâm phổ hiền này mà được phương tiện biết tất cả các cái phương tiện của Bồ Tát. Ở đây ví dụ một số phương tiện thôi. Thứ nhất là cái phương tiện vô lượng. Phương tiện vô lượng thì không còn chỗ để có thể kể rồi. Ví dụ như bây giờ là dùng ngôn ngữ để có thể khai thị người khác. Họ dùng ánh mắt để có thể khai thị người khác. Họ dùng hành động để có thể khai thị người khác. Có nghĩa là sử dụng trên ba cái nghiệp của mình, thân khẩu ý. Họ dùng tâm lực để có thể chuyển tâm người khác. Đó cũng là cái phương tiện mà ít người biết. Nhiều khi bữa nay mình ngồi thiền tự nhiên mình yên, cái mình nghĩ là mình nay mình tu tốt, không có đâu, Bồ Tát đang chuyển tâm mình á. Vì thấy cái nhân duyên, cái thiện tâm của mình trong cái khoảnh khắc đó nó đang giống như nó đang phát khởi, và Bồ Tát sẽ câu thông tới cái sự phát khởi tâm của mình mà khai thị mình. Ví dụ vậy thì vậy là cái điều đó mình nghĩ ngày nay mình tu tốt, chứ không phải, đó là phương tiện. Mình đang làm ăn rất là ngon lành, tiền vô như nước, bữa đó thua sạch túi, còn hơn một canh bạc nữa. Cái mình đau khổ quá trời, buồn quá trời quá đất, cái mình ngất xỉu, cái mình tỉnh lại, cái mình ngộ ra cái gì đó không biết, cái mình thôi bỏ hết đi tu. Đúng không? Có nhiều người rất là tình trạng này chứ bộ, cái này là nhiều quá, không biết đâu á. Đó là phương tiện của Bồ Tát, miễn làm sao mà quay lại với chánh pháp và tu tập là Bồ Tát làm. Thì như vậy là có rất 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 là nhiều phương tiện, cho nên ở đây dùng cái từ là phương tiện vô lượng, nó nhiều thật nhiều cái phương tiện để có thể thức tỉnh mình. Mình đang rất là sân si,
mà mình nghĩ rồi mình chửi người này cho nó đã, chửi tới hồi khang tiếng thấy có đã gì đâu. Giật mình thức tỉnh thấy chửi không đã thôi, khỏi làm chửi, tu đi không làm sân nữa. Ví dụ vậy thì đó cũng là cách. Thật ra là nó cũng là một trong những phương tiện mà Bồ Tát độ mình, chứ không phải là mình gặp cái chuyện bất trắc là mình bị xui rủi thôi buồn quá đi vô chùa ở tạm rồi mới mốt tính tiếp. Nghĩa là không phải như vậy, tức là tất cả những cái phương tiện trong đời sống này Bồ Tát đều có. Tức là không có cái động dụng nào trong cuộc sống của chúng ta mà không có Bồ Tát dùng phương tiện để có thể chuyển hóa mình. Nếu mình hiểu cái từ là vô lượng phương tiện là như vậy. Và phương tiện nó phải đạt tới cảnh giới gọi là bất tư nghì, nó có những cái nó vượt ngoài cái hiểu biết của mình. Thực sự thì tất cả những cái việc mà độ sanh của Bồ Tát rất ít người có thể biết được. Chúng ta phải nói một câu như vậy. Nhiều khi là người ta tiếp cận mình hằng ngày, hằng giờ để người ta lo cho mình, nhưng mình có biết đâu. Mà thực sự là Bồ Tát từng sát na một, không có rời một chúng sanh nào hết đó. Chúng ta đang được các vị Bồ Tát đang dõi mắt theo mình từng bước chân một, từng cái suy nghĩ một, chờ đợi mình từng khoảnh khắc một, để coi cái thiện tâm mà lúc nào nảy nở nó mới câu nó được, còn nảy nở nó mờ, mình đụng tới nó gạt ra. Cho nên là đến một cái lúc mà phải thấy rõ ràng là người này phát khởi thiện tâm Bồ Tát làm cái gì đó liền không biết, đang đi dập té cái đùi, xịt máu mũi, ngộ ra cái gì đó. Đó là phương tiện của Bồ Tát, nó vượt ngoài cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà khi mình đạt tới, khi mình hiểu ra được rồi thì nó cũng hơi muộn rồi. À, vị Bồ Tát đi mất rồi, hoặc là các vị ở đâu mình cũng không hiểu. Thành ra bây giờ chỉ còn đường là mỗi ngày, mỗi đêm. Giống như hôm trước chúng ta nói là trước khi đi ngủ, sau khi thức mình phải lại trả các vị. Tại vì gần như suốt ngày, suốt đêm chúng ta được các vị hộ vệ mình, gìn giữ mình, bảo bọc mình, che chở mình, dìu dẫn mình, nâng bước mình, dạy dỗ mình, gì đó là các vị luôn luôn làm. Mà những cái làm đó mình không biết được. Tới một ngày mình ngủ thức dậy, rồi mình ngủ sao mình thấy mình an lạc quá ta, mình thanh tịnh quá ta, mình thấy mình hết vướng mắt này, hết vướng mắt kia rồi. Cứ nghĩ chắc là mình tu lâu quá, giờ mình có kết quả. Không có đâu, Bồ Tát á. Thành ra những cái mà sự giúp đỡ các vị Bồ Tát để chúng ta chuyển một chút về tâm của mình thôi, mình từ cái chỗ mà lòng chấp và mê muội rồi là khổ đau vướng mắc, tự nhiên cái mình nhẹ đi, mình bước qua một cái tầng nào đó mình không biết mà tự nhiên mình nhẹ, mình thấy mấy cái chuyện vướng mắc trước kia, những cái chuyện phiền muộn phiền não trước kia tự động nó rớt ở đâu á. Mà cái khúc đó mình thấy mình sướng là mình lân mình nhẹ, cái mình tưởng bữa nay tôi tu tốt giữ người ta, tôi trên cái tầng của phiền não rồi. Nhưng không có Bồ Tát cho mình lên chút, mà bây giờ chịu tu hay không tiến nữa, còn không rớt xuống trở lại. Nhưng mình đâu có biết đâu, đó là những phương tiện gọi là phương tiện bất tư nghì. Và còn nữa, nếu mà mình mà cái thiện căn mình thực sự lớn, tới một lúc mình có thể chuyển hóa lớn, mình có thể chuyển biến vượt bậc, và Bồ Tát thấy được thì các vị trợ mình chút lực để mình vượt qua thì mình hoàn toàn giải thoát luôn á. Đây gọi là cái sự bất tư nghì của cái cõi phàm này. Giống như sáng mình nói là một cái rẹt mình đã cắt cái dòng sanh tử, đúng không? Một lần mình ngủ quẩn ra không, một lần mình chết đi sống lại thì tự nhiên mình thông. Mà nếu mà phải nói là học một tỷ kiếp cũng không bằng một rạch đó nữa. Không có cái gì mình không thông, không có gì mình không hiểu, không có cái gì mình không biết. Mình sáng suốt, mình tự tại, tự do, mình thấy mình không còn vướng mắc. Mình ở ngoài cái trần tục, ở ngoài ở tam giới này liền sau một lần như vậy. Thì tất cả những cái đó nó hiện ra. Và cái này là đúng là vượt phàm, cái tâm phàm không thể hiểu nổi. Đó là phương tiện của Bồ Tát. Chỉ vậy là nói là lúc đó thể hiện rõ ràng là ông thầy khai thị cho học trò. Nhưng quý vị không có tưởng nổi đâu, nếu mà thực sự chúng ta ở trong thiền định, trong khoảnh khắc đó là có hằng hà sa số chư vị Bồ Tát trợ lực mình nữa. Không có chuyện của thầy trò mình. Ông thầy khai trị đứa học trò, và ngay đó đứa học trò được ngộ. Và được ngộ đó là một sự che chắn tất cả những nghiệp tập phiền não và sự vướng mắc cũng như mê lầm của mình, được Bồ Tát dùng từ là đại khái là cất giấu á. À, để cho lúc đó mình không còn mang nặng, không còn cưu mang tất cả những nghiệp tập phiền não, không còn bị che chắn bất kỳ một cái gì, để mình thấy ông thầy nói đạo và đạo nó hiện ra trong cái thấy của mình, trong lúc mình đã bị dẹp mất hết tất cả những mê hoặc phiền não của mình rồi.
Và cái này được gọi là bất tư nghi, tức là Bồ Tát sẽ thọc tay được, trợ lực được trong lúc mà mình gọi là có cái đại căn, đại cơ, đại thiện duyên gì đó. Thì khoảnh khắc đó là mình thấy trong lịch sử là ông thầy khai thị đứa học trò. Nhưng mà thực sự không có đâu, hằng hà số chư vị Bồ Tát trợ lực cho ông thầy. Ông thầy đủ lực để chuyển tâm mình, và hằng hà chư vị Bồ Tát ngăn trở sự mà gọi là khuấy nhiễu của nghiệp tập phiền não của mình, để tâm mình được lắng động. Thì cái lực đó là một cái lực công phu của mình, đồng thời nó là một cái lực trợ của các vị Bồ Tát nữa, các vị Thánh Hiền nữa, các vị Long Thiên Hợp Pháp, các vị hộ cái dòng Pháp đó nữa. Nó đủ hết tất cả những cái lực đó mình mới vượt qua, chứ không có đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta được học một cái dòng Pháp nào đó mà chúng ta không có sự tôn trọng cái dòng Pháp đó, và các vị hộ Pháp đã thấy mình không tôn trọng rồi, thì đứng ngoài này chơi đi con. Đây là sự thật. Cái gì? Tại vì mình không có thiện căn mà không chấp nhận dòng Pháp này, mà không tôn trọng dòng Pháp này, mình không muốn thâm nhập với dòng Pháp này, mình không muốn đạt ngộ giải thoát từ dòng Pháp này, thì các vị hộ dòng Pháp đó thôi, tôi chưa nói là cái tầng hơn, các vị cũng sắp mình ở ngoài cổng. Đây là một cái sự thật, không phải đơn giản. Không phải là đã cần mình trận trung, trận nghĩa, tận lực gì đó, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng có, gọi là đừng có cái tâm mà khinh thường, có tâm mà chê bai, chống đối gì đó. Những cái đó là điều đẩy mình ra ngoài. Các vị hộ Pháp cũng như các vị Bồ Tát, nếu như mình đã chống chọi với cái dòng Pháp này rồi, thì các vị Bồ Tát cũng sẽ đưa mình tới một cái dòng Pháp khác phù hợp với cái tâm mà hơn thua chống đối của mình, ở đó mình học. Chứ mình học dòng Pháp này học đâu có nổi đâu, đã như vậy thì đọc không nổi. Tự nhiên mình có một cái sự gì đó chán nản, chống đối gì đó cản trở mình là tự dưng mình sẽ đi xa đi. Nên biết như vậy, nếu mà mình thực sự không có sám hối được, vẫn còn có một cái chút gì đó chống đối á, kháng cự á, thì mình nên rời luôn. Tại vì ở đây nó sẽ mất thời gian hết một đời của mình. Ngộ lắm, chúng ta không có tuyệt đối để có thể tin tưởng và giao mạng mình cho dòng Pháp đó, thì chúng ta nên rời nó. Chứ thôi suốt đời này mình không có cơ hội để thâm nhập. Đó là một sự thật, dù muốn hiểu chúng ta cũng hết hiểu rồi. Kể từ lúc chúng ta có nửa ý niệm hơn thua chống đối và không chấp nhận là chúng ta không còn hiểu được sâu nữa đâu. Một sự gọi là cản trở của nghiệp, một sự che chắn của nghiệp, khiến chúng ta không có thể đi sâu vào chiều sâu của Phật Pháp được, của cái dòng Pháp đó. Cho nên là ở đây dùng gọi là cái gì? Phương tiện bất tư nghi. Có những cái nó ngoài cái nghĩ, ngoài cái tưởng của mình. Và những cái phương tiện đó nếu mà không phải là những vị Bồ Tát không hiểu nổi. Mình chỉ cần một tích tắc thôi, mình là một người mới, thì ai hiểu nổi điều này? Đang chơi với bạn mình đó, ồ cha mình vừa nghe một cái câu nói, cái mình tỉnh ra, cái mình thông, cái mình thuyết pháp cho bạn mình nghe, nó ngồi đó hả? Ồ, hả? Tại vì nó thấy nó bất ngờ quá. Nó bất ngờ. Và điều này tôi có gặp một lần. Một cái người mà đang kinh doanh, tiền của rất là nhiều, và lỡ yêu anh chàng nọ, thì đầu tư tiền cho ảnh cũng lớn lắm. Ảnh đứng tên trong một cái nhà máy mà chị này đầu tư hết tiền cho trỏng à, nghĩ là chung sống mà ra thôi, anh đứng tên luôn đi. Yêu quá rồi, giao hết cho anh, cái gì cũng giao. Chưa đầy 3 tháng thì tên nó lại người khác đứng rồi. Người thứ ba đứng. Kiểm tra kỹ, người thứ ba là vợ của anh này. Đơn giản vậy thôi. Chị này chỉ chết đứng. Thì vừa thất tình mà vừa thất tiền, hai cái thất này là hơi bị mệt. Thì liên tục tự giật, cắt động mạch. Tôi thấy cái tay cũng còn thẹo. Một chị bạn quá thân, quá thương, nhiều lần nhắn tin điện thoại và mời gặp. Lúc đó thì tôi rảnh lắm, thật sự rất rảnh. Mà rảnh từ xưa giờ rồi. Cho nên hẹn một buổi gặp, tài xế chở tôi tới một cái quán, gặp hình như là bên kia, cái phe bên kia 4 người, bên tôi thì có tôi với ông thầy tài xế thôi.
Khi tôi ngồi xuống tôi nhìn cái người này thì tôi thấy có một cái điều là họ đã rỗng hết ở bên sau rồi. Tại vì đâu còn muốn sống nữa, cho nên không muốn giữ gì, mạng không muốn giữ luôn. Muốn chết, đó là nó muốn chết chơi được vui lắm. Muốn chết là vui, thiệt là vui, khi gặp người muốn chết vui lắm. Không tin bữa nào người nào hấp hối rủ gặp tôi uống trà. Tôi dồn tới câu thứ tư là cô bỏ luôn cái thân này một cái vụt một cái. Cái nhà đó nhúc nhích là sáu người cảm nhận được, mà chủ quán cũng cảm nhận được luôn á, quý vị tin không? Trong khi nó nói câu nào cũng buồn, cũng khổ, cũng chết, cũng bế tắc, cũng đen tối, cũng mù mịt, cũng không có lối thoát. Nó cứ vậy câu nào cũng vậy trơn á. Chị bạn ngồi kế bên rút thôi gán bỏ đi em, cái gì nó cũng qua rồi, thì nó kia chị này hiểu đạo ghê lắm, nó theo thuyết pháp mấy tháng rồi. Sau có lần tôi thấy cái vụt ra, chị này chỉ bực sáng lên một cái chị quay lại chị nói chị này ủa có gì dính đâu mà chị lo em. Chị này bắt đầu hết hồn, cái gì vậy? Rồi mình nói lại tôi nghe coi. Ở thì đâu có cái gì dính đâu, cái gì đến rồi nó cũng tự tan biến hết, mà em đâu có làm gì để cho nó hết rồi. Thôi thì bây giờ mình sao? Nó nói là em đang ở đây chứ sao? Em đang nghiện ngủ đây, em đâu có gì khác đâu. Đó là chỉ giống như một con người mới bắt đầu chỉ nói đạo cho chị này nghe. Chị này chỉ hả hồn, chả nước giả hồi, chỉ giật mình. Ủa mày hiểu đạo gì mà ghê vậy? trong một nhát dao, trong một nhát dao là thành con người mới. Thì đây là gọi là cái phương tiện bất tư nghị, nó vượt ngoài cái hiểu biết của người phàm. Học mới hiểu, tu mới được. Còn lần này không học không hiểu khỉ gì, làm cái phụp cái là thành con người mới. Thì làm sao mình có thể hiểu được cái điều này? Chỉ trừ trường hợp là trong cảnh giới này họ có thể biết được là họ đã bị lột lớp, họ đã trở thành con người mới, họ đã chết con người cũ. Và chết là chuyện trong tích tắc, đúng không? Cho nên ai mà trong tích tắc chết được thì người đó trở thành con người mới, và tất cả những cái ngu cũ nó biến mất đi. Đây là phương tiện bất tư nghị của Bồ Tát. Cho nên nếu mà thực sự chúng ta, một là chúng ta gặp những người này trong những cái hoàn cảnh mà gọi là bế tắc tận cùng của đời sống này. Ở đây tôi dùng từ chính xác là bế tắc tận cùng, thấy cái gì phía trước không còn bước, không còn con đường để có thể bước tới, và gần như mù mịt tuyệt đối ở cái phía trước của mình, bế tắc tuyệt đối trong cái việc làm ăn, trong cái việc tình cảm, trong cái việc đời sống, cái gì cũng bế tắc, cái gì cũng mù mịt, cái gì cũng đen tối, cái gì cũng không có lối thoát. Xong, chết là hết. Lúc đó họ chỉ nghĩ tới cái chuyện đó thôi, họ không còn cái chuyện khác nữa. Và vấn đề chết là vấn đề lớn, là vấn đề cần kiếp của họ. Họ quá khổ, họ muốn chết và họ thiết tha để được chết. Họ không cần cái gì khác ngoài cái chuyện chết hết á. Hỏi giờ muốn chết không? Dạ thì làm sao con chết liền được là con chết rồi. Ờ vậy là ngon rồi đó. Ai qua tới tình trạng đó đi rồi rủ tôi uống cà phê. Bảo đảm sẽ có chuyện vui. Còn mình bây giờ nói chơi nói cái miệng chứ mình muốn sống. Chứ mình chưa có muốn chết thiệt á. Ai cũng muốn thầy đập một cái cho con chết thì nó chưa có chịu chết đâu, mà đập đập một quýnh là trưa mất công luôn. Đó thành ra là cái phương tiện gọi là phương tiện bất tư nghị của Bồ Tát đó, nó có những cái mà rõ ràng là nó vượt phàm, chứ nó không phải là chuyện bình thường. Thật ra những cái chuyện mà khai thị của các thiền sư đó là những cái phương tiện bất tư nghị thật sự. Đang hỏi một câu bước đạp lăn cào cào đứng lên cười khô khố ngộ đạo, ai biết khỉ gì. Chỉ có ông thiền sư với ông đó biết thôi, người thứ ba tôi đố biết cái gì luôn á. Không biết, nhưng mà người đó biết á. Ví dụ vậy đó, thì vậy là những cái chuyện đó gọi là phương tiện bất tư nghị á. Một khi mà chạm tới sự thật là vượt khỏi phàm, chạm tới cảnh giới của Thánh là người phàm mình biết nổi. Nên đó gọi là phương tiện bất tư nghị của Bồ Tát. Còn phương tiện của Bồ Tát tức là phương tiện giác ngộ ở một cái tầng giác ngộ khác, hoặc là phương tiện cứu độ ở những tầng thấp, thì Bồ Tát có hai tầng. Cái cách mà Bồ Tát, một đó là giống như khuyến khích cho mình vô đạo, mình đang đau khổ người ta lại người ta ngồi, ví dụ người ta khóc thì mình cũng lên ngồi chơi ở đó, rồi mình cũng khuyên răng người ta, rồi nói câu này câu kia, cái người ta tỉnh người ta hết buồn hết khổ, cái lần lần dẫn người ta đi quy y. Đi dẫn người ta nghe pháp, rồi học đạo, rồi tập tu lại Phật sám hối gì đó, tức là một dạng phương tiện bình thường chúng ta không bàn. Nhưng mà phương tiện của Bồ Tát lại còn kinh khủng hơn nữa, tức là vượt hơn cái bất tư nghị rồi nữa.
Vì Bồ Tát có khả năng khai thị mình thành Phật. Đó, như Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu mà chạm tới Bồ Tát Phổ Hiền coi chừng thành Phật liền. Thì vậy là phương tiện Bồ Tát đủ chức để có thể khai mở cái tuệ giác ngộ thành Phật cho chính mình nữa, chứ không phải là cứu giúp những cái người bình thường. Nhưng rồi những cái phương tiện ở tận cùng, những cái cõi khổ đau như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, với mình bây giờ mình kêu mà nói là ta thấy thầy tu giỏi quá, thôi đời sau thì xuống địa ngục chơi nha. Không phải chơi đâu, xuống dưới là chú không nổi rồi, đừng nói là chơi. Mình sợ cho Bồ Tát tới tự do, hiểu không? Đó được gọi là phương tiện Bồ Tát, tức là tất cả những cõi tận cùng khổ đau mà Bồ Tát vẫn thương chúng sanh tới nơi đó để khai thị cứu thoát họ. Thì đó được gọi là phương tiện Bồ Tát, tức là tận cùng cảnh giới giác ngộ tối thượng thành Phật. Và tận cùng cái cõi mà tâm tối trong tâm hồn mình đều có Bồ Tát xuất hiện ở đó để cứu độ mình. Thì đây được gọi là phương tiện của Bồ Tát. Mà phương tiện này mình làm không nổi. Cái kiểu gì khác khác lưng lửng làm chơi với hai cái đầu này, hai cái đầu mút. Một là khai thị thành Phật, hai là xuống tận cùng cái cõi mà thấp nhất của địa ngục. Thì mình vô không nổi. Mình thua, đúng không? Thì Bồ Tát mới có thể làm được, với người thường thì không thể làm được. Cho nên là phương tiện Bồ Tát chúng ta phải thấy rõ tất cả những cái điều này. Phương tiện mà phương tiện nhất thiết trí nó cũng là một cái tầng khác nữa luôn. Tức là chỉ khai thị cho người ta đạt được nhất thiết trí, đạt được cái cảnh giới Phật chứ không có còn giác ngộ bình thường nữa. Thì đây là những cái vị đại Bồ Tát mới có phương tiện này. Còn người Bồ Tát thường thường thì chỉ cứu độ những cái tầng thấp hơn thôi, chứ không đủ chức để có thể khai thị cho người ta đạt tới nhất thiết trí được, tức là thành Phật quả được là không có. Thật ra cái phương tiện nhất thiết trí này, một là Đức Phật, hai là những vị đại Bồ Tát, với những vị Phật mà thị hiện là Bồ Tát đó, hoặc là những Đức Phật mới đứng ra khai thị. Một là Phật trực tiếp khai thị, hai là những vị Phật mà thị hiện là Bồ Tát thì mới có khả năng khai thị này. Còn lại các vị đại Bồ Tát mà thành Phật, còn chuẩn bị thành Phật chưa chắc có phương tiện này. Thì đây là cái tuệ của cái giác ngộ tối thượng Phật quả rồi thì mới có khả năng cái phương tiện nhất thiết trí này, cho Bồ Tát thường là không có. Rồi lại có cái phương tiện điều phục tất cả Bồ Tát. Thì cái này chỉ có trí tuệ Phật và những cái bậc đại Bồ Tát khi đã trải qua hết tất cả những cảnh giới tu chứng của các vị Bồ Tát rồi. Và trong lúc trải qua tất cả những cảnh giới tu chứng các vị Bồ Tát đó thì các vị đủ, ở đây gọi là cái từ điều phục. Thì mình hiểu nghĩa thế gian điều phục là cái gì, giống như bây giờ mà con trâu giữ cái mình điều phục được nó, ngựa giữ mình điều phục được nó để mà làm chủ nó, đúng không? Một con người hung hăng hung hãn được người mạnh hơn điều phục, đúng không? Người gọi là bướng bỉnh cứng đầu đã được điều phục thì mình hiền thiện trở lại, ví dụ vậy. Thì đó là cái nghĩa thế gian. Nhưng mà điều phục các vị Bồ Tát là cái gì? Ở cảnh giới của thánh thì nó khác ở đây dữ lắm, không phải giống ở đây. Giống như cảnh giới của ngạ quỷ nó cũng khác ở đây. Cảnh giới ngạ quỷ thì sao? Ban ngày mặt trời mọc lên thì nó lạnh. Nó lạnh tức là cống xương nó chịu không nổi. Nhưng ban đêm mặt trăng nó lên thì nó lại nóng như là cháy thịt cháy da. Nó ngược vậy đó, ngược. Cái cõi đó nó ngược vậy với mình. Còn bây giờ cái cõi giác ngộ Bồ Tát, cái từ điều phục, chúng ta nghe cái từ điều phục. Điều phục không có nghĩa là mình bị thế lực lớn hơn đè bẹp mình chống trở không được, mình chấp nhận đầu hàng chịu thua, không phải như vậy. Mà là điều phục có nghĩa là gì? Ví dụ như mình đang ở một cái tầng tâm này, vị Bồ Tát đã xuất hiện. Vì các vị Bồ Tát đã thấu suốt được mình đang ở tầng này, mình đang bế tắc cái việc đó, vị Bồ Tát khai mở để mình nâng cái tầm trí huệ, nâng cái tầm công phu, nâng cái tầm thiền định của mình lên. Và khi mình được một vị thầy mà mở tâm mình lên thì nha, quỳ xuống lại liền chứ sao. Đâu còn đường nào khác đâu, đúng không? Tức là cái trí tuệ của các vị Bồ Tát này á thì vượt cái tầm trí tuệ giác ngộ các vị Bồ Tát khác. Và tất cả các Bồ Tát đều được điều phục, có nghĩa là tất cả những cái trí chứng của các vị Bồ Tát này không bằng vị Bồ Tát kia. Cho nên ví dụ như là Đức Phật mà xuất hiện thì tất cả các vị Đại Bồ Tát cũng phải một loại, các vị chư thiên, các loài, các cõi đều cúi lại Đức Phật. Vì họ thấy sao? Ánh sáng là một, đầu tiên là ánh sáng xuất hiện là một ánh sáng đó. Không có ánh sáng nào có khả năng so bì. Và ánh sáng đó chiếu khắp, chói sáng, che lấp tất cả những ánh sáng khác. Chính bản thân họ cảm giác là ánh sáng của mình bị ẩn khuất,
và bị chói sáng bởi ánh sáng của Đức Phật xuất hiện. Không phải bình thường đâu, mình không phải thấy nữa mà mình thấy tự nhiên giống như mình bị mất ánh sáng. Và ánh sáng này không phải ánh sáng của mình mà nó chói rực rỡ, thậm chí là mình không có mở mắt để có thể thấy nổi cái ánh sáng kia. Quý vị không có tưởng tượng là khi Đức Phật mà xuất hiện, thực sự cái chói sáng của Đức Phật là hằng hà sa số các cõi chư thiên đều phải bịt mắt chứ không ai dám mở mắt để mà có thể thấy. Còn hơn là giữa trưa nắng mặt trời mình ra mình nhìn thẳng lên mặt trời nữa, nó kinh khủng như vậy. Nhưng mà nó không nóng bức giống như ánh sáng mặt trời thôi, mà sự chói sáng đó dưới cặp mắt của những cái tầng chúng sanh thấp của chư thiên cõi trời được xem là một tầng chúng sanh thấp so với cảnh giới của Đức Phật, cho nên họ không đủ tầm, không đủ mắt để có thể trực tiếp thấy nổi ánh sáng kia, chỉ thấy sự chói sáng thôi và không dám nhìn thẳng, thậm chí nhìn dùng tay che để có thể thấy được một phần nào đó, thì được gọi là nhiếp phục, điều phục. Thì các vị này đều gọi là cái gì? Quy phục. Quy phục nó có hai nghĩa, một cái nghĩa là chiết phục. Cái điều phục nè, có hai nghĩa, mỗi nghĩa là chiết phục, mỗi nghĩa là quy phục. Chiết phục là thấy mà hung dữ quá, mình phải dữ hơn để mình đè bẹp nó, được gọi là chiết phục. Nhưng mà cái thứ hai là về trí tuệ giác ngộ, về công hạnh, về ánh sáng, tất cả đều hơn, cho nên người ta phải là gọi là quy phục. Cái kiểu này giống như mà tùng phục để đi theo vậy đó, chúng ta nể phục, chúng ta kính phục để đi theo. Thì đó là một cái dạng được xem như là điều phục của Bồ Tát. Mà người có khả năng có cái phương tiện là điều phục tất cả Bồ Tát thì quý vị thấy là phương tiện này là phương tiện của Phật phương tiện, chứ không phải phương tiện khác được. Phương tiện khác không có đủ tới đây, gọi là Phật phương tiện mới đủ sức điều phục tất cả các Bồ Tát. Và phương tiện chuyển vô lượng pháp luân nữa, thì đây là cũng là những cảnh giới tối cao của Bồ Tát rồi. Chuyển pháp luân giống như bây giờ mình đang nói pháp cũng là một cái dạng chuyển pháp luân. Một cái vị nào đó mà nói được cái pháp Đức Phật xem như chuyển pháp luân, mà chuyển pháp luân này thì người ta nghe, thậm chí là người ta có thể gật đầu, người ta hiểu, nhưng mà người ta không ngộ, người ta không có chứng quả nào, đúng không? Nhưng mà đến khi một vị thánh, một vị Bồ Tát chuyển pháp luân thì khác à. Thì vậy là một cái thời chuyển pháp luân, các vị, cái thứ nhất là giá trị của nó là trường tồn thiên cổ, tức là xuyên suốt quá khứ vị lai, không bao giờ mất cái bài pháp các vị nói. Cái thứ hai, cái lực tác động để chuyển hóa nơi tự tâm, tất cả chúng sanh muôn loài đều có trong đây, cho nên là người này không chứng quả này thì cũng chứng quả kia. Người này không rơi rụng phiền não này thì cũng rơi rụng cái nghiệp tập nọ. Cứ là chạm trong cái pháp của tất cả các bậc giác ngộ thì tất cả các loài các cõi mà được nghe, được chạm tới thì đều có khả năng này. Người chưa giác ngộ sẽ được giác ngộ, và người giác ngộ rồi đều được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Đó là chuyển pháp luân vô thượng, nó đạt tới cảnh giới đó. Nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều cảnh giới, nhiều cõi giới, nhiều cái trí chứng, nhiều tầng bậc tu chứng, nhiều tầng bậc thánh hiền, nhiều tầng bậc Bồ Tát đều nhận cái pháp luân này mà để tiến hóa, để khai mở, để khai ngộ, để thăng cái bậc tâm linh của chính mình, cho tới tận cùng là đạt ngộ, giải thoát hoàn toàn, chứng thành Phật quả luôn. Thì đây là phương tiện của một Đức Phật, hoặc là những vị Đại Bồ Tát đã thành Phật, thể hiện thành Bồ Tát, hoặc là những vị Đại Bồ Tát sắp sửa thành Phật, thì họ mới có nổi phương tiện này. Chuyển tất cả pháp luân, tức là từ cái thấp nhất cho tới cái tối thượng nhất, để có thể khai mở tâm trí cho người ta giác ngộ, hoặc là giác ngộ hoàn toàn, hoặc là giác ngộ từng phần gì gì đó. Thì đó là tất cả những cái được gọi là phương tiện chuyển vô lượng pháp luân. Không có thể nói hết được cái phương tiện đó. Vì Đức Phật nói cái thời quá khứ cho tới bây giờ là với cái tâm của mình còn không biết Đức Phật nói cái thời pháp từ hồi nào, nhưng mà đối với mình dùng từ là vô lượng, vô biên, vô số kiếp về trước đi. Cho tới giờ phút này, những cái âm vang đó vẫn còn nguyên, những cái lực chuyển hóa đó vẫn còn nguyên, những cái năng lực khai mở vẫn còn nguyên, và những cái lực khai thị đó vẫn còn nguyên. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, ai có duyên mà được nghe những cái lời pháp của Đức Phật quá khứ đang khai thị cho chư Đại Bồ Tát thành Phật, và người đó đủ tầm liền giác ngộ thành Phật. Và khi giác ngộ thành Phật rồi mới thấy rõ ràng đây là cái lời của Đức Phật quá khứ đã nói vô lượng vô số kiếp về trước rồi. Đó là cái cách chuyển pháp luân của Đức Phật, vô lượng phương tiện, phương tiện của chư Phật là chúng ta phải nói là nó quá vượt ngoài cái sức tưởng tượng của mình, như hồi nãy nó là bất tư nghị. Phương tiện thời gian bất khả thuyết đó. Bây giờ nói thời gian bất khả thuyết thì không có nói tới cái chuyện thời gian nữa.
Đức Phật nói một lời là xuyên suốt quá khứ tận vị lai. Từ khi mà mình nghe cái lần đầu tiên Đức Phật đó thuyết pháp nha, là mình bắt đầu mình phát tâm đi theo con đường giác ngộ của Đức Phật, trải qua hằng hà sa số kiếp về sau, cho tới trước cái phút mà mình thành Phật á, thì cái lời thuyết pháp đó vẫn còn. Và không chừng chính cái lời đó khai thị cuối cùng để cho mình thành Phật, nó không chừng. Tức có nghĩa là nói thời gian về cái lời pháp đó, nó có thể nó sống hoài, nó trở thành một bậc thầy tâm linh dẫn dắt con đường giác ngộ mình từ cái lúc mà sơ khai mở được cái tâm mình cho tới ngày mình thành Phật, thì lời đó sẽ đi xuyên suốt luôn. Thì đây là một cái điều không thể tưởng nổi trong cái việc chuyển pháp luân của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Chúng ta nói đây nghe, muốn nghe lại phải thông âm để mới thể nghe lại, đúng không? Nhưng mà Đức Phật thì không cần, trong cảnh giới Đức Phật thì không cần thông âm, không cần giữ gì. Nói rằng cái là vũ trụ này giữ, vũ trụ này chứa từ cái thời đó cho tới từ khi mà mình nghe, cho tới khi mình thành Phật. Thì đó là cái duyên của mình đối với dòng pháp đó, mà cứ sinh ra là lớn lên là cứ gặp dòng pháp này, cứ sanh ra rồi sanh ở cõi nào cũng gặp dòng pháp này đó, là đi đâu cũng gặp dòng pháp này, cho tới người mình thành Phật mình, trước khi mình thành Phật được cái lời này khai thị để mình thành Phật, mặc dầu Đức Phật đã nhầm Đức Vàng cách đây vô lượng vô số kiếp rồi. Thì dòng pháp là suốt thời gian bất khả thuyết, xuyên suốt thời gian bất khả thuyết, nó không có dừng. Mà sự thật thì tất cả lời của chư Phật không có ngừng ở trong không gian này, đều ven động khắp ở không gian này. Chỉ có một cái là mình không đủ duyên, mình không đủ phước, mình không đủ tầm để có thể mình nghe được những cái lời khai thị của Đức Phật mà xuyên thấu thời gian như vậy. Đó gọi là phương tiện thời gian bất khả thuyết đó. Nó kinh khủng như vậy. Phương tiện diễn nói các pháp, cái này là thường rồi đúng không? Nhưng mà không có đâu. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian không có thường. Đó thì vậy là phương tiện để diễn nói các pháp thế gian, để cứu thoát mình ra khỏi những cái lầm mê trong cái cuộc thế này. Nhưng mà phương tiện của những cái pháp mà xuất thế gian, tức là nói tới những cái tâm pháp, nói tới những cái diệu pháp, thì những cái tâm pháp, những cái diệu pháp đó khai thị để cho một vị Đại Bồ Tát thành Phật. Cho nên cái việc mà phương tiện thuyết pháp này nghe thì mình tưởng nó là thường, nhưng mà không thường. Trước phút thành Phật, mình cũng được cái phương tiện nói pháp của Đức Phật để được mở tuệ giác ngộ thành Phật. Thì rõ ràng là phương tiện này cũng là những cái phương tiện rất là sâu, rất là nhiệm màu, chứ không phải là phương tiện bình thường nữa. Rồi phương tiện vô biên tế, vô úy tạng. Vô biên tế là cái gì? Là những cái mà sâu màu nhỏ nhiệm nhất, mà trí của những bậc thánh thường thấy không nổi. Đừng, mình không nói trí người phàm, người thàm, mình quá thô, mình thấy tên cái tưởng mình không bèn đi. Gọi là vô biên tế có nghĩa là những cái gì mà vi tế, những cái gì mà nhỏ nhiệm mà các vị thánh mới chứng thánh không đủ sức để có thể thấy. Thì lúc đó Đức Phật hoặc là một vị Bồ Tát đó dùng cái trí tuệ vô biên tế này khai mở cái trí tuệ sâu màu của một vị mới chứng thánh này, để họ đạt tới được cái cảnh giới cao. Và họ đạt tới cái gì nữa? Đạt tới cảnh giới gọi là vô úy tạng. Mình cái từ vô úy ở thế gian mình coi như là một sự sợ hãi, thì mình sợ mất tiền, mất tình, mất danh, mất lợi, mất ăn, mất ngủ, mất cái gì đó. Mình sợ những cái điều này đúng không? Mình sợ thất nghiệp, rồi mình sợ thất tịnh gì đó, là mình sợ, nỗi sợ ở thế gian, sợ mình mất mát, sợ mình không còn con cái mà mình muốn giữ là mình giữ không được, mình không còn, sợ mất mạng, sợ mất người yêu, sợ mất cái gì đó, là mình sợ tùm lum, được gọi là sợ. Nhưng mà sợ mất mạng có nghĩa là sợ chết. Thì khi ở thế gian này mà chúng ta học được cái đạo gì đó, tới một ngày sống chết với mình là chuyện nhỏ, chuyện móc một đồng xu luôn chuối cho người ta, chứ không còn là chuyện lớn nữa, là mình đạt được cái vô úy của sống chết rồi đúng không? Nhưng mà ở đây gọi là cái vô úy tạng. Dùng cái từ sợ hãi trong cái sâu màu của cái pháp tạng. Một người mà mới chứng thánh, không, những cái vị mà mới chứng thánh mà chưa đạt được thánh giác ngồi giải thoát như một vị A-la-hán thì sao? Thì vẫn còn ẩn tàng đâu đó cái sợ hãi này. Rõ ràng là mình chưa có thâm nhập cái pháp tạng của Như Lai, chưa có thâm nhập tận cùng pháp tạng của Như Lai, thì bất kỳ ai vẫn còn cái sợ hãi. Trừ trường hợp là thâm nhập đến cái chỗ tận cùng vô biên vô tận, những cái viên tế phiền não thực sự đã được mình đã thấu tận nó,
vô biên vô tận, cái mầm móng sanh tử vi tế nhỏ nhiệm được mình thấy biết tới chỗ tận cùng. Và mình khi mình thấy biết tới cái chỗ tận cùng, mình thấy tới cái chỗ tận cùng đó có nghĩa là mình đã chạm tới cái tận cùng của ánh sáng là pháp tạng của Như Lai hiện ra. Thì khi đó mình đầy đủ cái tuệ giác ngộ, thì khi đó cái sợ hãi nó mới không còn. Còn không là vẫn còn sợ hãi dù người đó là ai ở trong tam giới này. Thì như vậy là cái phương tiện của Bồ Tát đủ sức để làm cho chúng ta vượt ngoài cái sợ hãi này, để tới cảnh giới giác ngộ chân thật. Chứ không phải là phương tiện và bình thường nữa. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là phương tiện Bồ Tát đến mức độ mà mình không có tưởng nổi, đúng không? Phương tiện diễn nói đủ tất cả pháp. Nghe câu này nó cũng thường, đúng không? Nhưng mà pháp đó là pháp thế gian, và pháp đó là pháp siêu xuất thế gian. Pháp đó là pháp tối thượng thừa giác ngộ thành Phật. Chúng ta thấy nhiều cái tầng pháp đó. Thì người nào mà đủ sức để thuyết được như vậy thì mới gọi là phương tiện của Bồ Tát. Còn nếu như mà không có được như vậy thì không phải là phương tiện của Bồ Tát. Và đây là tất cả những phương tiện Bồ Tát đã làm cho tất cả chúng sanh muôn loài đang lầm mê trong sanh tử, và cho các vị thánh hiền, chư vị Bồ Tát đang chuẩn bị thành Phật, chưa có phát tâm thành Phật, thì làm cho các vị phát tâm thành Phật. Và khi phát tâm thành Phật thì làm cho các vị chứng được quả Phật. Thì đó là phương tiện của các vị Bồ Tát. Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát, an trụ hạnh phổ hiền để thành tựu thân nghiệp, khiến tất cả chúng sanh đều hoan hỷ khi được thấy, chẳng sanh lòng chê. Do đây họ phát tâm Bồ Đề, cũng trọn không thối chuyển, rốt ráo thanh tịnh. Cho nên chúng ta thấy là tất cả các vị Phật ra đời thì đều đầy đủ tướng hảo, đúng không? Mà ở thế gian mình gọi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp gì đó, thì cái đó là cái nghĩa của thế gian mình thôi. Cái hảo tướng của Đức Phật á, mà được nhìn với cái nhìn của Bồ Tát, đúng không? Thì là giống như nãy mình nói là một cái sự chói sáng trọn vẹn, tròn đầy, viên mãn, rực rỡ, rạng ngời, mà chư Bồ Tát cũng không có đủ cái sức để có thể diễn hết cái sáng mà khi Đức Phật xuất hiện. Nói là mình không có tưởng nổi theo cái nghĩa thế gian mình đâu. Giờ mà nửa đêm mà ai kèm cái đèn pha 1000W chiếu vô mắt mình, chả là quay chỗ khác mình không thấy gì hết, mà không thấy tới 3 ngày coi chừng đuôi mắt luôn. Thì nó cũng là sự chói sáng. Nhưng mà thực sự đó là gọi là cái thân á, cái thân đẹp đẽ trang nghiêm á. Khi mà hiện cái tướng của cái cõi nào thì là đệ nhất đẹp của cái cõi đó, nếu mà nói câu vậy đi cho nó đúng. Thì vậy là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa mà xuống cái cõi của mình thì các vị sẽ hiện một cái thân đẹp mà ai thấy cũng đều phải dùng cái từ là kính mến, nể phục. Và có cái tâm gọi là cái gì? Quý trọng. Không ai có khả năng chê trên cái tướng hảo của người đó nữa. Nhưng mà khi Bồ Tát đã đủ phước rồi thì cái này các vị cũng không giấu được khi đi các cõi. Trong giai đoạn mà các vị gọi là chưa có viên mãn cái phước báo, chưa viên mãn cái trí tuệ, tức là chưa phải là đời cuối thành Phật á, thì các vị đi lên các cõi là các vị còn giấu được. Hiện tướng gì cũng được, xấu thiệt là xấu cũng được, không sao. Cái gì thích như vậy, cõi đó đời đó hiện đẹp trai cũng được, cũng không sao. Tại vì trong giai đoạn đó nó các vị đều còn gọi là còn ẩn tướng được cho người khác đừng có phát hiện. Thì hiện đủ tất cả các tướng, dù xuống cõi người ôi cho tùm lum tướng hết đó. Ổng làm khiếm khuyết chỗ này, Dũng làm khiếm khuyết chỗ kia, để cho người ta đừng có nhận ra. Nhưng mà đời cuối đã thành Phật rồi là không giấu à. Dù là cái tướng thế gian thì gần như là trọn vẹn của thế gian. Mà thế gian mình gọi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp gì đó được diễn tả như vậy thì nó là trọn vẹn, không có thiếu, không có khiếm khuyết cái này. Khiếm khuyết cái này là không thể thành Phật. Đó là pháp thường của chư Phật, chúng ta hôm rồi mình đã có nói rồi đó. Không có thiếu cái gì á. Nhìn cái kiểu gì cũng đẹp, tao nói cộng lông nó cũng đẹp nữa.
mình xui mình sanh cách Phật mấy ngàn năm mình không thấy được cái tướng đó. Nhưng mà đó chỉ là cái tướng thế gian thôi. Còn các cái khác á, khi mà cái đời cuối để thành Phật á, chư vị Đại Bồ Tát khắp mười phương, thậm chí cả chư Phật khắp mười phương, tìm một chút xíu khiếm khuyết ở nơi phước của vị đó cũng không có. Ở đây mình cho phải nói tới cái tại sao mà gọi là phước báo tràn đầy đây. Một chút khiếm khuyết ở nơi phước báo cũng không có. Còn trí tuệ thì cũng viên mãn tròn đầy, tức là không có một cái chỗ nào mà chư Phật mười phương thấy mà Đức Phật Thích Ca không thấy. Có nghĩa là về trí tuệ cũng viên mãn tròn đầy, về lòng từ cũng vậy, là kiếm một cái chỗ nào bỏ sót một chúng sanh rời ra không bao giờ có. Không có. Còn tất cả những phương tiện như hồi nãy giờ là đầy đủ. Hiểu không? Phương tiện để làm cho tất cả chư Đại Bồ Tát thành Phật cũng có, mà một chúng sanh mê lầm ở cõi tâm tối từ xưa giờ chưa nghe danh tự Phật, từ xưa giờ chưa từng thấy ánh sáng, thì Đức Phật sẽ đến ở chỗ đó, tức là họ còn làm Đại Bồ Tát là đến chỗ đó để tạo ánh sáng cho họ thấy và nói danh hiệu Phật để cho họ nghe, để dần dần cái cõi của họ được sáng, được thấy nhau. Là Đức Phật cũng đã làm tới cái chỗ tận cùng đó để khai thị chúng sanh đó. Có nghĩa là xuyên suốt tất cả những phương tiện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương pháp giới này, cái gì làm cái gì, khó khổ cỡ nào, cứu chúng sanh nào, căn cường khó độ như thế nào, vân vân. Tất cả những cái điều đó là một vị Đại Bồ Tát trước khi thành Phật là không còn thiếu sót bất kỳ một cái hạnh nào. Tất cả những cõi giới, những cảnh giới khó khổ nhất, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh theo cái kiểu của mình, thì các vị Bồ Tát đều trải qua không bỏ sót một chỗ nào. Đó thì như vậy là sau khi xong rồi mà tới cái đời cuối ha, thì nếu như mà trở lại làm chúng sanh ở cõi nào, thì vị Đại Bồ Tát đó sẽ mang một cái thân đẹp nhất ở cõi đó. Chúng ta dùng cái từ là đẹp nhất, trang nghiêm nhất, uy nghiêm nhất, vi diệu nhất, thù thắng nhất, vân vân, cái gì cũng nhất. Nhìn cái góc nào cũng đẹp hết á. Thế vậy là được cái thân nghiệp đó. Thân nghiệp đó là một cái dự báo đời đó người đó thành Phật. Những cái tướng mà gọi là phước tướng gì đó, gặp mắt thế nào, mũi thế nào là được đầy đủ, không khiếm khuyết bất kỳ một cái gì. Thật ra ở thế gian này không lưu được cái hình ảnh đó, chưa có. Cho nên tất cả những hình ảnh được thờ ở trong các đền thờ từ Ấn Độ cho tới Việt Nam, Trung Hoa, tất cả các nước trên thế giới này vẫn chưa ai diễn tả được cái tướng thật hồi mà Đức Phật hiện cái thân làm người ở Ấn Độ trong cái thời đó. Hồi xưa hình như là cũng có một cái vị ở cõi trời xuống vẽ cái dung nhan Đức Phật, nhưng rồi ông mang đi đâu mất rồi, không có để cõi này. Thành ra bây giờ có làm hình Đức Phật, làm tượng Đức Phật là tùy cái tâm của mình, kính ngưỡng Đức Phật tới đâu mình diễn tả kiểu đó thôi, chứ không ai làm trúng, không ai làm giống hết á. Ngay cả cái tượng ở trong cái đại tháp giác ngộ Đức Phật ở cõi Bồ Đề cũng không có giống đâu, được cái tượng đó là mấy ông Tây Tạng làm á. Không có tượng nào giống hết á, giống hay không là do cái tâm tưởng của mình. Nhưng mà ở đây nói là khi mà được cái vô trước vô phược và tu hạnh tự tại Ngài Phổ Hiền thì lại hiện cái thân nghiệp. Mà hiện cái thân nghiệp này ra thì khiến cho chúng sanh hoan hỷ, chúng sanh trong đó là có cái người ở trong cái cõi đó. Ví dụ như hiện trong cái cõi người của mình đúng không? Thì dù người đó là ai đi nữa thấy mình cũng hoan hỷ. Cái phước đó là một trong những cái phước mà chúng tôi hay nói tới đó, được gì đồng loại. Đồng loại mà gọi là hoan hỷ chấp nhận mình, đó là một trong những cái phước mà rất là lớn chứ không có nhỏ đâu. Tại vì thực sự mà bây giờ mình nghĩ lại Đức Phật, mình nhớ lại Đức Phật, mình có tình cảm, mình quý mến Đức Phật là tại vì mình quy y Đức Phật rồi. Nhưng mà có những người không quy y Đức Phật, có nghĩ tới Đức Phật họ cũng không ghét Đức Phật được, mặc dù là họ chưa biết Đức Phật là ai. Nhưng mà nếu mà họ mà gặp Đức Phật là không thể ghét được. Đã gặp rồi là quý mến, không có còn cái đường khác. Thì đó là cái phước mà tu tới cái mức này là khó lắm á. Quý vị mà xuất hiện trong cái loài nào mà cả cái loài đó quý mến là không có dễ đâu. Thì cái phước một vị Bồ Tát tới giai đoạn cuối được cái này. Mình nói để mình thấy cái phước tướng thôi nha, mình chưa nói chuyện khác.
Nhưng ở đây dụng từ là tất cả chúng sanh nhận thấy đều hoan hỷ. Thì như vậy là các vị chư thiên cõi trời thấy Đức Phật kiểu gì? Thấy cái tướng thôi nha, chưa có thành Phật nha, cái tướng của cái người đi trong cái cõi người. Thì lúc đó là các vị cõi trời thấy kiểu nào đối với vị? Xin thưa là tới lúc này các vị đã cũng đã thấy bằng ánh sáng rồi, không thấy bằng cả thân tướng đâu. Ngoài cái loài mà bị vướng kẹt vật chất là loài người của mình và mấy cái loài thấp hơn, thì nhìn Đức Phật trên cái thân tướng của vật chất. Nhưng mà người đã không còn kẹt trong cái vật chất, hiểu không? Tức là cái thấy không còn bị vướng trong cái tưởng tướng có không ở trong cái cõi của mình, đẹp xấu trong cái cõi của mình á, thì họ sẽ nhận cái ánh sáng của bậc thánh. Và ánh sáng đó đầy cái sự chói sáng, nhưng mà đầy cái sự an lạc, đầy cái thiền định, đầy cái trí tuệ. Cho nên đó là bất kỳ ai tiếp nhận ánh sáng đó đều sao? Đầy cái sự hoan hỷ. Thật ra chư thiên cõi trời thích thú vô cùng tận mỗi khi được nhận được ánh sáng của Phật. Không phải chư thiên mà tất cả các loài các cõi mà nhận được ánh sáng đó là tự nhiên đầy cái an lạc, đầy cái thanh tịnh xảy ra nơi tâm liền à. Mình bây giờ mình không có nhận được, mình hiểu được thôi, phải không? Mình hiểu được, mình hiểu được Đức Phật hơi sâu sâu một chút. Rồi mình có tu tập có lợi ích. Thì mỗi lần mà mình thiền định, mình lắng tâm thật sâu xuống, mình hướng tâm vào Đức Phật, thì tự động nó có một cái sự rung cảm gì đó xuất phát từ nơi tâm của mình. Và sau cái sự rung cảm đó, mình cảm giác nó có được một chút gì đó an lạc. Có không? Về cũng tưởng thử coi, mơ mốt thế nào cũng có mà. Thì chúng ta mới thấy rằng là cái năng lực cứu độ xuất phát từ cái lòng từ của Đức Phật. Mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây nhiều ngàn năm rồi, nhưng mà cái năng lực nó vẫn còn mãnh liệt đến cái mức độ đó. Nếu mà chúng ta thực sự mở tâm hướng về Đức Phật bằng tất cả cái tấm lòng cung kính, bằng tất cả cái sự quý kính ở nơi tâm mình, bằng tất cả cái sự tôn thờ của mình, bằng tất cả cái lòng trân trọng của mình, bằng tất cả tấm lòng tri ân của mình, thì quý vị sẽ cảm được cái lực đó. Chúng tôi phải dùng từ là tất cả, có nghĩa là cái gì mà trân trọng quý kính, cái gì mà thương yêu, cái gì mà tri ân sâu nhất ở nơi tâm mình mà mình thể hiện một lần thử hướng về Đức Phật rồi, quý vị sẽ thấy điều này. Còn bây giờ mình tưởng tượng chơi cho vui thôi. Có những người nói tôi thương anh quá, tôi thương chị quá, nó chỉ là tưởng thôi. Chứ thực sự cái tình thương mà phải dùng cái từ là rung động, rồi chấn động cả tâm hồn, rung động cả cái thân này, thì nó không có mấy ai ở trong thế gian này mà thương nhau như vậy. Nói dốc không à, gạt người ta, dụ người ta chứ thương gì đâu. Bị dụ đừng có nghe, trừ trường hợp mà nó gặp mình nó rung còn hơn điện giật. nó bị chấn động thiệt. Nó bị chấn động thiệt á, nó đứng không có được đâu, bị chấn động tôi bảo đảm là cái chân nó bị run, nó run đứng không được, mà tim nó bị giống như nhồi máu cơ tim, nhưng mà nó không có nhồi. Nó run đến mức độ mà nó không có kiềm chế nó được nữa. Thì cái anh đó hy vọng là ảnh bị chấn động thiệt á, chứ còn nó nói cái miệng đừng có tin. Đừng có tin, nó giống cái vụ mình á. Cho nên ở đây chúng ta muốn nói tới cái gọi là Đức Phật mà hiện cái thân tướng, hiện cái thân nghiệp, mượn cái thân ở một cái loài, một cái cõi nào đó, thì mình phải lặp lại là số một của tất cả cái đẹp, gọi là cái tinh túy đẹp của cái loài đó đều hội tụ hết trong cái thân nghiệp của vị này. Tại vì phước nó đã trọn vẹn viên mãn rồi, thì tất cả những cái gì cao quý nhất được hình thành là hình thành hết nơi thân tướng, nếu mà nói là thân tướng. Còn nói về cái phước báo khác, về cung điện, rồi về quần áo mặc, rồi về thức ăn, rồi kẻ hầu người hạ gì đó, thì cũng thuộc về bậc nhất. Không có gì. Ví dụ như tuyển lựa là hồi trước mình nói rồi đúng không? Tuyển lựa những người hầu của Thái tử, ngậm miệng cũng thấy tươi, ngậm miệng buồn buồn, dạt ra, đúng không?
mà vô đó mà làm cực cực nhân mặt trảm dục. Không có, tức là suốt đời muốn cho Thái tử lúc nào cũng thấy tươi như hoa hết, con người cũng tươi như hoa, chỗ đó mà hoa nào mà không nở là dẹp liền, đưa hoa mới nở tới. Ví dụ như đó là Thái tử từ nhỏ tới lớn luôn thấy được cái cảnh rực rỡ đó không à. Cái phước như vậy chứ không phải vua Tịnh Phạn muốn làm được, thì nó lại là cái phước của Thái tử Tất Đạt Đa. Xuống là cái gì cũng rực rỡ, cái gì cũng đẹp đẽ, cái gì cũng rạng ngời, cái gì cũng tươi vui, là cả một cái đời như vậy đó, không có cái gì là buồn là khổ hết á. Không có, không có chuyện đó xảy ra. Và như vậy thì đặt một cái câu phản biện là cái lúc mà Thái tử khổ hạnh, tu khổ hạnh nha, tu khổ hạnh, thì Thái tử có khổ như mấy thằng cha khổ hạnh khác không? Đó là câu hỏi à. Có không? Nếu có thì không thành Phật đời đó đâu. Nhưng mà thể hiện cái thân, bỏ cái thân này cho nó đối với nó khác, đó là cái chuyện của cái thân. Nhưng mà tâm á, thì mình dùng cái từ là chứng những cái quả. Tại vì cái thế gian này mày tu tới phi tưởng, phi phi tưởng với thiên, thì trong vòng mấy tháng là Thái tử Tất Đạt Đa đã tới. Tức là Bồ Tát cũng thử công phu của một những cái vị mà được gọi là bậc thầy của cái thế gian trong cái thời đó, thì Thái tử cũng phải thử, tức là Bồ Tát phải thử. Chứ thật sự là nó chứng mấy quả lâu lắm rồi, nếu cái quả này đâu có cần phải thử lại. Nhưng mà nếu mà không thử lại thì thế giới loài người nó không có chấp nhận, nó chấp lắm. Nếu mà khổ mà không có hơn nó không có để. Kỳ vậy đó. Không phải chị mà nó nói là nó chấp nhận, sau này tới cái thời Di Lặc ra đời khác, hằng nào mà sướng nào có phước nhiều thì nó để. Tới cái thời đó sau này quý vị gắng sống tới đó. Ông Phật ra đời, ông Phật Di Lặc ra đời là vui nhất, là cái ông nào có phước thiệt là lớn rồi ông nói với thành Phật. Mà có phước thì tất cả những của cải vật chất đều đầy đủ, và cái người mà thiếu phước là kính nể những người có phước chứ không có ganh tị, hiểu không? Có nghĩa là thấy người ta hơn phước mình, đều quý, đều phục, đều kính, đều nể. Cho nên người mình gán có phước bằng ông kia là tranh thủ là thấy ông kia phước cao hơn, gán có phước hơn, có phước hơn, có phước hơn. Cho nên cái thời mà Đức Phật Di Lặc ra rồi là toàn là những cái vị đại phúc, đại đức ở trong đó không à, không có cái người phàm cỡ mình đâu. Cỡ mình là không có vô cái đó được. Hội Long Hoa nó kinh khủng vậy đó. Thì nên bây giờ mà gán tu vòn phước cho lớn thiệt nhiều đó, thì mới có hy vọng là mình được giữ cái Hội Long Hoa. Phước nhỏ nhỏ vô không có được đâu. Cái thời của Đức Phật Thích Ca thì đương nhiên là những vị thánh hiền bao quanh Đức Phật là cái số lượng 1,000+ vị tỳ kheo, bao nhiêu vị ni, rồi bao nhiêu các vị chư thiên rồi đó. Thì cái số lượng đó nó ít. Nhưng mà nó từ cái thời Đức Phật Thích Ca cho tới cái thời Đức Phật Di Lặc thì nó trải qua nhiều cái xáo trộn này. Nhưng mà bắt đầu nó chuyển cái giai đoạn mà bây giờ quý vị thử hỏi lại lòng mình coi, mình thấy người tỷ phú mình có ganh tị không? Không ganh tị mà mình có ưa không? Mà dụng từ có ưa không thôi, đừng nói ganh tị. Không ưa. Thấy mặt chảnh quá, mặc đồ xầy xòa chứ được rồi, mắc mớ gì mà mặc cái đồ mướt rượt như vậy. Đúng không? Thấy người ta đeo đồng hồ rồi đeo để biết giờ được rồi, mắc mớ rồi đeo đồng hồ kim cương. Khó chịu. Nhưng mà khi nào mình thấy được một cái người phước hơn mình, họ có đầy đủ tất cả những cái gì mà mình muốn không được, mà họ còn có hơn mình, thì tự động mình sinh tâm kính nể, nói trời đất ông này không tu làm sao mà phước cũng quá trời, thật là đáng kính, thật là đáng nể, thật là đáng quý, đúng không? Tức là mình thấy cái gì hơn mình quý, thì người ta phước hơn mình quý, phước hơn mình về phước là phước tướng nè, rồi phước của đồng loại bạn bè họ đông nè, quần áo nè họ đẹp nè, nhà ở họ đẹp, phương tiện của họ đẹp, tất cả những cái gì của họ đều hơn mình, và mình thực sự là kính nể kính trọng. Thì là chúng ta biết rằng là nếu như tất cả mà loài người của chúng ta mà nó có được cái này, thì quý vị biết cái gì không? Phật Di Lặc sắp ra đời rồi đó. Còn không là chịu, thấy người ta giàu khó ưa, khó chịu, rồi châm chọc, rồi nói móc, nói ngoéo, rồi nói lén, rồi nói lúc, rồi chửi tùm lum ở sau lưng. Thì lâu lắm Phật Di Lặc mới ra đời. Đừng có mong, mà nếu mà tâm con người còn vậy thì đừng có mong. Nói chơi. Thành ra là bây giờ là hiện ra cái tướng đẹp hơn mình mà mình rất là hoan nghỉ, nói ông này ông tu chắc hằng hà xa số kiếp rồi, bây giờ ông hiện ra cái tướng đẹp hơn mình. Bây giờ mình thấy người đẹp hơn là mình có cái tâm đó không? Coi kỹ coi nó có trét mấy lớp phấn mà nó đẹp. Coi coi cái mặt này có sữa không ta? Có bơm không?
kiểu nó vậy đó. Chứ mình nhìn mình thấy người ta đẹp là mình không có chấp nhận người ta đẹp nữa, kiếm kiếm cho được cái gì để thọt nó một cái thì mình mới thấy ngứa ngứa, đã ngứa cái bản ngã của mình. Thì rõ ràng là mình thấy hơn mình là mình không có chấp nhận, thì như vậy là khó có gặp được Đức Phật Di Lặc lắm á. Cho nên ai hỏi mà Đức Phật Di Lặc chừng nào ra đời thì mình trả lời đó là khi nào mà tất cả chúng sanh trong cái cõi này thấy ai phước báo hơn, trí tuệ hơn, phương tiện hơn, việc mà ăn ở tất cả mọi cái họ đều hơn mình, mà mình tôn trọng, mình quý kính, là lúc đó Phật Di Lặc ra đời. Không biết thời gian nào, thật ra là khỏi cần tính thời gian đúng không? Cứ chờ tâm người ta nó lên tới một cái tầng nào đó mà luôn luôn quý kính những cái bậc hiền trí, thì khi đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Nói nếu mà nói gọn á, tức là tâm con người ta luôn luôn quý kính những cái bậc hiền trí, những cái bậc mà đạo cao đức trọng, mà được tất cả cái loài đó quý kính, thì chắc chắn là Phật Di Lặc sẽ ra đời. Đó thì vậy là khi mà các vị Đồ Tát đầy đủ cái giác ngộ giải thoát, đồng thời các vị đó tu cái hạnh phổ hiền và hiện ra cái thân nghiệp mà tất cả chúng sanh nhìn thấy đều hoan hỷ hết, thì như vậy là gì? Là vị Bồ Tát đó xuất thân để có thể thành Phật ở cõi đó. Nói ra chúng sanh mới nhìn thấy cái thân tướng hoan hỷ được. Còn nếu mà còn thiếu một cái tướng nào thì sẽ không hoan hỷ. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng là trong cái thời Đức Phật, các cái loại ngoại đạo khi mà chưa có nghe, chưa có được gặp, một là chưa được gặp Phật, hai là chưa được nghe Đức Phật giảng thuyết, thì chống đối Đức Phật. Thấy chưa? Có một cái số các vị giáo chủ cũng hiểu về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tới Đức Phật không còn muốn nghe ông giảng thuyết gì, ông hiện cái tướng chữ dạng ở ngực cho tôi coi cái đi. Đức Phật chiếu tráo mắt. Có những cái tướng ổng đòi phải thấy cho mới thấy. Và thầy tới chỉ cần thấy mấy cái tướng đó thôi, những tướng mã âm tàn, tướng chữ vạn, cái tướng lưỡi rộng dài, cái tướng lông trắng giữa chặn mài, cái tướng đảnh môn vân vân, tất cả những tướng đó có một cái ông ngoại đạo đó, ổng thấy rồi cái ổng kéo hết mấy trăm đệ tử theo quy y Đức Phật luôn, không cần nghe thuyết pháp, coi cái ông có cái tướng đó không. Và rõ ràng ông này là một trong những cái ông có thiện căn và có nghiên cứu. Cho nên ông hiểu được cái pháp thường của Đức Phật khi ra đời là có đầy đủ những cái quý tướng đó. Quý tướng, một cái quý tướng hiện ra là một công hạnh tu hành của một vị Bồ Tát. Cho nên ở đây gọi là dùng cái thân nghiệp trang nghiêm để tất cả chúng sanh mà nhìn thấy hoan hỷ, có nghĩa là thể hiện tất cả những công hạnh tu hành hằng hà sa số kiếp của một vị Bồ Tát đó, để hình thành một cái thân tướng trang nghiêm. Thật ra có những ngoại đạo nó gặp Đức Phật vậy đó, có lần tôi đọc quên cái tựa của cái bài đó rồi, họ chỉ muốn nhìn cái tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật thôi. Đức Phật là mới đầu là hiện cái tựa là vừa chạm cái mí tóc này cái đúng không? Là anh thấy anh đã khiếp rồi, Đức Phật là anh dòm riết hoài, không biết thấy tới đâu luôn, sợ quá lại liền, xin là đệ tử. Mình mà ai mà qua tới khỏi cái lỗ mũi là được rồi. Để thể hiện là nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật luôn nói lên cái sự thật là chân lý. Sự thật là chân lý chứ không phải nói đúng nói sai kiểu thế gian này nữa. Một người mà trải qua nhiều kiếp nói đúng với chân lý thì người đó mới có tướng lưỡi rộng dài, chứ không phải sự thật là không có nói dốc ngay chứ. Đừng có nghe hiện, đừng có hiểu nghĩa đó. Nhiều đời nhiều kiếp đã giác ngộ và nói chân lý, giác ngộ cho chúng sanh nghe thì người đó mới có tướng lưỡi rộng dài. Chứ không phải nói sự thật là nói không phải, không có nói dối, gọi là nói thật là có tướng lưỡi rộng dài, thấy sao nói vậy, đời này và tới kiếp nọ lưỡi cũng ngắn ngủn mà. Nói sự thật có nghĩa là nói chân lý, mà nói chân lý là khai ngộ cho chúng sanh muôn loài, thì người đó mới đạt được tướng lưỡi rộng dài, le ra một cái là dài khắp tam thiên đại thiên thế giới. Mặc dù là trong kinh diễn tả là liếm chạm chân tóc là cái chuyện hiện tướng của thế gian thôi, mà Đức Phật mà đã từng thể hiện cái lưỡi mình đối với các loài các cõi là các loài các cõi không biết cái lưỡi Đức Phật tới đâu luôn. Khi Đức Phật le lưỡi là nó không biết luôn á. Các vị chư thiên cõi trời đó là có nhiều khi cũng thắc mắc là không biết cái tướng lưỡi Đức Phật tới đâu, Đức Phật cho thấy liền. Che hết nguyên mũi cõi trời dòm lên thấy một cái gì nữa cái cũng không biết cái gì luôn. Không thấy ánh sáng mặt trời, không thấy nơi khác, chỉ thấy một cái tướng lưỡi đó thôi, quỳ lại liền xin làm đệ tử.
Đó, chứ không phải là thể hiện cái tướng sau khi mà thành Phật rồi thì tất cả những cái thân tướng của Đức Phật đều được hiện ra để điều phục các loài các cõi, khiến cho các loài các cõi ngoài cái chuyện hoan hỷ đều còn có cái chuyện gọi là nể phục và kính lễ nữa, chứ không phải tại vì mỗi bộ tướng là nó thể hiện nó đã thành tựu, ở đây mới được gọi là thành tựu viên mãn cái phước đức nè. Thì do cái tướng đó, tướng lưỡi của Đức Phật đã viên mãn cái việc mà khai thị bao nhiêu vị Bồ Tát thành Phật, bao nhiêu cái vị đã được giác ngộ, bao nhiêu cái vị đã được thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử luân hồi. Khi mà tướng lưỡi nó đã nói đủ tất cả những cái đó rồi mới được gọi là đủ công hạnh của một Bồ Tát. À, bữa nay mình mới nói tới cái chuyện đủ công hạnh của một Bồ Tát là như vậy đó. Cái tướng mắt nó cũng vậy, thể hiện cái tâm từ để khai thị tất cả các loài các cõi, nhìn các loài các cõi có thương yêu, thông cảm như thế nào, nó trải qua hằng hà sa số kiếp rồi mới ra được một cái tướng mắt đó. Thì mình mới hiểu gọi là đủ công hạnh. Mình nhiều khi mình bữa nay mình tu cái thánh nhập mình nhìn ai mình thấy cũng thương. Bữa bắt đầu ngủ vậy không biết làm sao, đi hôm nó mới bị ma rượt, do sám giờ mặt bà này thấy ghét. Đó rồi. Nó bởi vì mắt mình đâu có đẹp được. Còn các vị Bồ Tát là cái tâm từ thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài và không có một phút giây nào tạm ngừng cái từ tâm đó. Khi nhìn thấy chúng sanh với đầy cái lòng thương yêu, đầy cái sự thông cảm, đầy cái lòng bao dung, đầy cái sự rộng lượng chứa chan ở, đầy cái tình người vân vân, tất cả những cái đó đều đầy. Và như vậy thì mới ra cái tướng mắt đẹp nữa. Và có những cái tướng này thì chúng sanh nhìn thấy mới kính nể. Chứ nhiều khi mình nói cái thân nghiệp đẹp đó là nhiều lúc chúng ta chưa có hiểu hết những cái điều này. Thì mình thấy thân đẹp nó đâu ra. Công hạnh tu tập hằng hà sa số kiếp chúng ta phải nói vậy đó. Cho nên là thân tướng trang nghiêm là một trong những cái thể hiện cái phước báo tu tập của người đó trong nhiều đời nhiều kiếp. Và ở cái loài đó thì cái tướng đó nó đẹp như vậy. Nhưng mà rồi các loài các cõi thì nhìn thấy cái gì? Ánh sáng tâm của mình phát ra thì các loài các cõi đều sinh tâm hoan hỷ. Thôi chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thành.